Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Mời đi bạn. Rồi bạn nữ giới thiệu trước đi. Dạ, em xin giới thiệu, em tên là Võ Thị Thạch, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai, mà quê gốc của em thì ở Bình Định, làm việc và sinh sống tại quận 7. Em đang công tác tại phòng kỹ thuật của Tổng công ty Mai Nhà Bè. Mời bạn nam. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, các bạn khán giả và bạn nữ. Em là Hồ Bình Ngọc Quang, thì em sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa Vũng Tàu, quê gốc thì ở Quảng Ngãi. Dạ, em đang công tác tại quận 2, tại công ty cổ phần địa ốc Đại Quang Minh. Em làm bên kỹ thuật xây dựng. Kỹ thuật xây dựng. Dạ, chuyên quản lý về khối lượng và chất lượng công trình. Lý do tại sao bạn nữ có mặt ở đây hả bạn nữ? Em vẫn còn e sắc ế anh. Em đã trải qua mối tình nào chưa? Em đi học đại học thì cũng có trải qua hai mối tình, nhưng mà không được bao lâu. Hầu hết đó mọi người nói là nhìn mặt em không ai tin em ế hết. Với lại em không có thích đi ra ngoài nhiều. Thời gian rảnh để mà nghỉ ngơi thì hầu hết là em ở nhà. Mình có những cái điểm mạnh và điểm yếu gì? Điểm mạnh của em thì là một người năng động, thích tham gia các hoạt động phong trào của trường, của công ty. Trong công việc thì em rất là tỉ mỉ. Còn về điểm yếu thì thỉnh thoảng em hay nóng tính. Rồi khi mà em bực mình chị, em hay làm bà làm bầm lắm. Một mình mấy người nhìn em cứ hay nói em bị khùng. Em nói xong là xong. Không sao, vậy cũng thẳng thắn, người ta cũng dễ nhìn nhận được mình đúng không? Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Tính hiện tại bây giờ thì em mới chỉ có một mối tình thôi, kéo dài khoảng từ 1.5 năm đến 2 năm. Ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Em chỉ có ưu điểm là mình mạnh mẽ về trong mọi chuyện, tự tin và mình giải quyết được vấn đề một cách rất là nhanh. Còn khuyết điểm của em thì hiện tại em không biết ủi đồ. Cái này em làm được anh, tại vì em học chuyên ngành may. Ủi đồ mà không biết đơn giản mà. Những cái bộ quần áo của em ủi xong tự nhiên em treo lên lát nó nhăn queo. Ủa vậy bình thường hàng ngày đi làm đồ bạn là ai ủi? Dạ có khi em ủi nhưng mà nó ủi xong nhăn, tại em làm ngoài công trình đó chị, cho nên cũng không quá trọng về cái hình thức lắm. Dạ. Có tật xấu gì không? Dạ ngủ thì ngáy. Không biết bạn nữ có chịu được cái tiếng ngáy không biết. Nếu như mà mình có đi xa hơn á, anh phải đợi em ngủ rồi anh mới được ngủ. Mà sợ em ngủ anh ngáy cái em thức dậy cũng vậy. Trời ơi, to lắm. Không, em ngủ say lắm anh. Em mà ngủ rồi thì trời có sập em cũng không biết đâu. Cũng may quá, để vậy mới được. Được, vậy là hợp đó. Rồi, mình có cái đặt ra cái mẫu tiêu chuẩn người bạn trai mình cần tìm là như thế nào? Anh ấy phải cao từ 1m68 trở lên. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m72 chị ơi. Được. Anh cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m6. 1m6, rồi dạ. Quê phải gần Đồng Nai, gần nhà em. Anh ở Vũng Tàu em ơi. Được luôn. Rồi, dạ, dạ, em thích người theo mẫu hình tượng người đàn ông của gia đình á, phải có quan điểm riêng chứ không phải là gió chiều nào say chiều đó. Bạn trai mình có chính kiến, có lập trường không bạn trai? Dạ chính kiến em vững lắm chị, khi mà em ra quyết định rồi nói gì cũng không lung lay nổi hết trơn á. Mà ngoại hình mặt mũi mình có mẫu người lý tưởng nào không? Em không quan trọng về ngoại hình, em chỉ cần người đó cao hơn em và là một người mà biết quan tâm chăm sóc gia đình là được. Trai đẹp không phải của mình. Rồi. Vậy thì bạn trai thì sao? Mình đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái mình như thế nào nè? Bạn gái thì chỉ cần ăn mặc đơn giản, không quá hở này hở nọ thôi. Chiều cao thì khoảng tầm 1m58 đến 1m62 chẳng hạn. Tương đối vừa người là được. Có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không? Ngồi lên đôi mắt đó chị. Là nhiều chuyện. Cái này em không có anh ơi. Dạ. Có không? Dạ không. Nếu được thì hai người khi nào tiến tới hôn nhân được? Bạn trai? Cơ bản từ khoảng từ 27 đến 30 thì có thể mình lập gia đình là được. Dạ, em cũng có suy nghĩ như vậy. Em nghĩ là tuổi tác không có quan trọng. Quan trọng là cái tình cảm của mình á, nó đủ lớn để tiến tới hôn nhân thì sẽ tiến tới thôi. Dạ, trước khi chị coi mặt em có yêu cầu gì ở phía bạn trai nữa không? Chị qua chị hỏi luôn cho. Không được ở dơ quá. Này ở dơ quá thì dơ luôn. Bây giờ thấy sao dơ dữ vậy biết không? Không có ở dơ không mà. Dạ, ở dơ thì chắc là không. Nhưng mà do công trình thì bụi bặm thì chắc cũng nhiều á. Rồi tối có khi nào đi làm về mệt quá nghỉ tắm luôn không? Dạ không, phải tắm mới ngủ. Phải tắm mới ngủ. Dạ. Nhìn ta thấy sạch sẽ lịch sự gì. Bữa nay ta lên đây người ta cần ráng vớt bộ đồ vía vô thôi bình thường. Không, em mới từ công trình chạy ra luôn chị. Ủa vậy hả? Dạ. Nhìn thấy là biết là không có ở dơ rồi. Được ha. Vậy là cũng ổn ha. À, mình có phải làm dâu gì không? Dạ làm dâu thì em xác định em ở thành phố nên cũng làm dâu cũng không cần lắm. Rồi lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, tài chính ai quản lý? Dạ tài chính đương nhiên là vợ giữ rồi, còn cho gì nhiều cho.
vợ đi làm được không hay phải bắt vợ ở nhà nội trợ? Dạ giờ thì phụ nữ hiện đại thì phải đi làm với chị, cùng đi làm xây dựng tốt chứ. Rất rõ ràng và mạch lạc. Bạn trai rất là chính xác và chính chắn luôn ha. Bây giờ đến xem nhà bên nữ thế nào đây. Rồi, chào em, xinh gái quá. Anh mà xây dựng đó, hay đi đây đó hoài luôn, em có ngại gì không? Như công trình á. Có ghen không? Dạ, quan trọng là ở con người đó anh. Nếu như mà ảnh có tính lăng nhăng rồi á, thì em có giữ 24/24 thì ảnh vẫn đi lăng nhăng được thôi. Còn nếu như á, là một đâu còn người ở đây đâu. Dạ, em. Nếu như mà ảnh đã thật lòng với mình á, thì em nghĩ á, là đi ra đường mà có gặp trai gái đẹp á thì anh chỉ nhìn cái thôi, nhưng mà trong lòng anh có em là được. À có nghĩa là gặp được. Gái đẹp vẫn cho nhìn đúng không? Dạ được, nhìn cái được chứ cũng nhìn cái hai đừng nhìn cái thứ ba thôi. Rồi ổn rồi, đã ổn. À, dạ. Hai người này thấy hợp đó nha. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Dạ em đi với ba người bạn thân chị. Rồi thao chào các bạn. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, em xin chào chị Cát Tường. Em là bạn ở cùng phòng với Thạch. Ừ. À, em thấy anh bên đây thì rất là hiền, dễ thương á. Dễ thương quá. Thạch cứ quen anh này đi rồi anh sẽ bỏ béo cho Thạch được. Không, đâu có ốm đâu, không có ốm đâu. Nhìn anh mà. Là em cũng biết rồi ha. Anh thì ăn gì cũng dễ, nên nuôi chắc cũng dễ lắm á. Bạn trai, mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại một đồng nghiệp và một người anh. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Anh thấy ok, em gái này cũng rất là hợp với em. Ở nhà thì không có ai ủi đồ hay gì đó. Thì thấy bạn ủi đồ hoài mà không có ủi đồ ha. Ờ, lấy nhau về để ủi đồ giùm thôi hả? Bạn đó có cái tật xấu gì mà nãy giờ bạn chưa khai ra không? Em thấy là từ công trình về không là bạn ấy ngủ với ở nhà là lên mạng xuyên suốt. Ủa vậy anh hay lên mạng với anh có sống ảo không anh? Không, anh sống thật đó mấy ơi. Anh lên mạng chủ yếu nghe nhạc không à. Vậy là giống em rồi. Cảm ơn hai bạn nhiều. Chúng ta sẽ kéo màn lên cho hai người gặp mặt và tự quyết định nha. Rất dễ thương, xinh xắn nha. Rồi, nào. Chào em. Thì qua Trinh nãy giờ cho đổi á, anh cũng có cảm nghĩ là em thú vị đặc biệt. Anh làm công trình gì hay nhậu không anh? Nhậu thì cũng có, nhậu với đối tác, nhậu với nhà cung cấp, nhậu với bạn bè đồng nghiệp thì cũng có. Nhưng mà mình biết điểm dừng. Biết điểm dừng là được. Đôi lúc cũng có say nhờ đồng nghiệp cũng đưa về nhiều. Vậy là sau này á, sau này nếu như mình tiến tới xa hơn á thì anh say anh có thể gọi cho em sẽ tới đưa anh về. Cảm ơn em. Dễ quá trời. Tình hình hẹn hò sao bạn? Dạ thì nếu như mà sau cái cuộc trò chuyện hôm nay thì được thì em xin được hẹn hò ngay luôn ạ. Nhưng mà hẹn thì chắc em hẹn ở quận 7 cho gần bạn nữ cho về tiền. Đúng rồi chứ ai hẹn ở Bình Thạnh. Thỉnh thoảng mình cũng phải, nữ cũng phải chủ động thì thỉnh thoảng em qua bên đó cũng được. Không cần đâu, anh sẽ tự động qua. Rồi. Tình hình con cái, người nào thích trai con gái gì đó. Anh trai gái cũng được, miễn sao con của mình là được rồi. Dạ em á thì em thích con gái hơn. Sinh con gái đầu lòng trước á thì sẽ là chị của gia đình. Em hy vọng là sinh hai đứa, đứa đầu tiên là con gái, đứa sau là con trai, gái gì cũng được. Thôi bây giờ mình nói về tình cảm đi. Làm sao mình thuyết phục đối phương tỏ tình với nhau. Đúng rồi. Nãy giờ anh cảm nhận người em rồi, không biết các em cảm nhận anh như thế nào? Thì em gặp anh á thì em thấy anh cũng là trong mẫu người của em, là em thích một người hơi tròn một chút. Khi ôm sẽ có cảm giác hơn, tại vì em hơi gầy á, cao hơn em là được rồi. Thì anh giờ cũng không biết nói gì. Thôi anh cũng hát dở lắm. Nhưng mà nhân dịp này anh cũng xin hát tặng em bài Mùa Xuân Đó Có Em. Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn, sẽ buồn hơn mấy cõi mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa để quên tất cả, dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay yêu hắt lọt lệ sầu. Rồi hết chương trình. Một giọng ca hết sức là tự tin. Nãy có đem gì tặng bạn gái không? Dạ nãy em có giỏ hoa mà để quên chứ. Dưới nào? Dưới đó. Dưới đó là đâu?
có vỏ hoa tặng bạn gái cũng quên, nó nằm đây nè. Ồ dạ. Trời ơi thiệt. À, này, anh có vỏ hoa sẽ tặng em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có một món quà muốn tặng anh. Đây là cái món quà mà tự tay em làm. Nó không đẹp lắm nhưng mà em hy vọng anh sẽ thích. Chắc chắn là sẽ thích rồi đó. Mỗi đêm anh ngủ em hy vọng sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh sẽ có những giấc ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Ở đây coi gì mà dễ thương quá vậy. Mời xuống cho tôi coi cá đi. Wow, ngủ ngon nha. Cảm ơn em. Quá chu đáo. Rất là dễ thương, rất là tỉ mỉ. Chúc anh ngủ ngon, chị nằm xuống ngủ rồi. Đúng rồi, ngủ để... Mày dễ ngủ lắm. Ngủ trước đó. Ngủ ngon, anh gái em ngủ không được đâu. Rồi, hai bạn đặt tay sau nút bấm đi. Suy nghĩ thật kỹ nha. Để xem hai người có nằm chung cái bao gói đâu. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, để bấm nó không vô. Quá lo quá. Bấm nó không vô. Quá lo. Rồi nắm tay nhau đi các bạn. Nhà đi. Nào rất đẹp đôi. Ta hôn vậy mới hôn. Đúng rồi. Nó phải vậy chứ. Đây là những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân, sẽ được tặng một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng từ áo cưới Milan. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Đây quà của bạn. Ôm thật chặt quà và nắm tay thật chặt người yêu và đi đến bến bờ hạnh phúc nhé. Rồi chúc mừng hai bạn. Có quán cháo lòng ở Gò Vấp. Lúc rảnh phụ bán cháo lòng được không? Dạ được chứ. Được ha. Mỗi ngày trả lương 3 tô cháo lòng. Không, em nghĩ chắc phải 5 tô. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi. Chúng ta sẽ tiếp nối niềm vui đó với cặp đôi thứ hai. Xin mời, hả màn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả. Em tên Nguyễn Xuân Kỳ, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Hà Tây, em vào Sài Gòn được 15 năm rồi. Hiện công việc em đang làm là em có quán cháo lòng ở Gò Vấp. Cháo lòng? Dạ. Bạn nấu luôn? Dạ. Hay quá. Chúng tôi địa chỉ ăn nha. Dạ. Ăn cháo lòng không em? Xuân dạ, Kỳ, 26 tuổi, bán cháo lòng. À, rồi em giới thiệu mình trước đi đã. Dạ, em tên là Phạm Thị Xuân, em quê ở Nam Định. Và hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên trong công ty Mai. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi. Rồi đó giờ có ăn cháo lòng chưa? Dạ có. Có thích cháo lòng thành phố không? Dạ có. Ngon, cháo lòng ngon, bây giờ quẩy nữa ha. À, em làm công việc giờ hành chánh đúng không? Dạ đôi khi có tăng ca một xíu. À, lúc rảnh phụ bán cháo lòng được không? Dạ được chứ. Được ha. Em cũng thích kinh doanh nữa. À. Ủa cái tiệm cháo lòng mình quy mô đông khách nhất rồi chưa được bao nhiêu khách em? Dạ 80 người chị. Wow. Vậy là to lắm à. Được ạ. Có nhiều nhân viên phụ không? Dạ bây giờ thì chỉ có một thôi. Tại bây giờ khó khăn rồi chị. À dạ. Rồi mai mốt có bạn gái phụ không có lấy lương chịu không? Dạ chịu chứ. Chịu chứ. Mỗi ngày trả lương 3 tô cháu lòng. Không em nghĩ chắc phải 5 tô. Ăn gì dữ vậy? 10 tô cũng được chị ơi. Rồi thôi được rồi. Về làm bà chủ quán cháu lòng luôn ha. Bạn dạ. Bán cháu lòng thì có đôi khi có nhiều cô nữ ra ăn cháu lòng ha. Có khi nào rồi có cảm mến với ông chủ hàng cháo không? Dạ không, thường thường đến quán ăn toàn đi cặp đôi không à anh ơi. Dạ. À, dạ. Có trải qua mối tình nào chưa? Dạ có một mối tình cách đây 3 năm rồi. Sao lý do chia tay? Quê của bạn ấy ở ngoài Bắc thì bạn ấy vào trong này làm việc. Khi tụi em yêu nhau thì gia đình bạn ấy nói vì hoàn cảnh địa lý xa xôi cách trở quá nên không cho quen. Rồi, bạn gái thì sao? Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em thì chưa trải qua mối tình nào và cũng chưa yêu ai hết. Chưa yêu ai hết? Dạ. Vậy là chưa được nắm tay? Dạ. Ôi dồi ôi, thích quá. Thôi rồi, làm như bạn bên đây. Bạn bên đây chưa thích, bạn mới thích rồi. Thì người ta làm mai mối, người ta thấy vậy người ta cũng thích dùm cho bạn trai. Bạn bên đây cười chúm chím. Nhớ cho địa chỉ cháu lòng tôi tới ăn miễn phí nha. Dạ, dạ. Rồi, nhớ đó.
Bây giờ mình đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người thế nào mình? Em thì không có cần người đẹp trai lắm. Yêu cầu là cao hơn em một xíu, là cao 1m60 trở lên, không được ổn định. Mét mấy? 1m60 trở lên. Dạ 1m66 chị ơi. Được, được ha. Dạ. Gì nữa không em? Em không thích người da trưởng, khoe khoang. Không thích người ăn mặc quá lè loẹt. Không lẽ bán trong lòng mà bận đồ tất cả hết hả? Em bận thường thường, mình muốn bán mình bận đồ gì em? Dạ em mặc đơn giản lắm chị ơi, áo thun với quần ngố à. Ờ. Dép Lào. Dép Lào. Dạ. Vậy được chưa? Dạ được rồi. Được ha. Mình có ưu điểm khuyết điểm gì không? Em biết theo thùa may giá. Còn khuyết điểm thì em vẫn còn một phần của người Bắc nữa, nên em nấu ăn hơi bị mặn một chút xíu. Mốt đừng có nêm nồi cháo nha. Dạ. Ba nêm ta bán đắt rồi, đừng có về là nêm nêm. Dạ. Mất công lắm à. Rồi bạn trai. Bạn trai. Bạn tìm một cái người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Nói về tính cách thì biết lễ phép với người lớn, không đua đòi xe xua. Là cao thì khoảng 1m55 là được. Màu da với cân nặng thì cũng không quan trọng lắm, cứ... Màu cháo lòng cũng được ha. Không thích bạn gái đi chơi về khuya, đi những nơi ồn ào. 26 tuổi trẻ măng mà không thích ồn ào hả? Bị mắc bệnh của người lớn tuổi hay sao? Em không có đi đâu mấy. Rồi đi với em mà về khuya được không? Dạ em cũng không có về khuya được. Rồi thường em bán tiệm cháo lòng là mấy giờ đóng cửa? Dạ em bán đến trưa 12 rưỡi nghỉ rồi chị. Rồi cái là đi chơi phải về sớm. Dạ em tại em dậy sớm lắm, 3 giờ em dậy. À hiểu rồi, hiểu rồi. Mà bán cháo lòng đẹp trai quá vậy ta. Vậy rồi phải có mấy cô nào mê chứ. Sao nó thay thiệt bán đi. Bán cháo lòng mà mặc hủ tiếu á. Thay thiệt đi. Ừ, có cô nào đang để ý không? Dạ em không biết nữa, không biết có ai để ý không. Mà em có để ý ai không? Dạ không. Chắc chắn nha. Có mấy cô bán hủ tiếu kia mà có đi. Dạ chắc chắn không có ai. Nhưng mà mình có cái nãy giờ mình chưa có nói về cái ưu điểm khuyết điểm của mình á. Khuyết điểm của em thì là hay quên lắm vậy. Rồi không có được lãng mạn. Tắm cũng lâu, ăn vặt nhiều. Mỗi lần vào tắm tới cả 30 phút thôi chị. À để cho nó bay bớt mùi trong lòng đó, phải không? Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn, cũng quan tâm tới mọi người. Em không có hút thuốc, không uống rượu, không uống bia, không có, nói chung không có dính đến tứ đổ tường. Tốt, quá tốt. Nói bán cháo lòng cũng phải lãng mạn chứ. Bữa nào sinh nhật cổ xong mình để hoa hồng đầy cái nồi cháo lòng hết trơn. À, sinh nhật cổ đã thấy cổ dễ lòng đại cháu lòng không để trên bàn hoa đủ thứ hoa mời em ra ăn cháu lòng. Trời ơi thí dụ vậy không cặp này tôi thấy được rồi đó, tôi là ưng ý ăn cháu lòng này rồi nè. Trời ơi đẹp trai lắm á. Xem chào em dễ thương quá. Anh ấy là một chàng trai mà anh rất là tin tưởng, nhìn trẻ trung lắm em, nhìn như hot boy vậy đó. Ha. Không ăn chơi, không thuốc, không uống rượu hết trơn á. Nếu một cái người bình thường là cũng nghi vấn lắm. Nhưng mà anh này thì anh thấy đảm bảo. Man. Rất là man. Chuẩn man đấy. Dạ. Hiền lành nữa. Em không thích gì người đàn ông không? Em không thích người da trưởng và khoe khoang. Em có da trưởng không em? Dạ không anh ơi. Được rồi, nãy chiều bán cháo lòng là anh thấy được rồi đó. Khỏe. Thôi bán cháo này nếu mà đông khách lời lắm em. Lời lắm đó. Cô cháo vốn có 2.000 bán 20.000 là 18.000. Nói chơi thôi. Được rồi đó. Bây giờ lấy nhau về mà công việc ảnh vất vả quá, 3 giờ khuya phải dậy rồi. Ví dụ ảnh yêu cầu em nghỉ việc luôn về đặng mình khuếch trương cái tiệm cháo lên cho nó lớn á, em chịu không? Dạ không chị ơi, em bán đến khi nào em xây nhà xong rồi em về Bình Dương em ở. Em tại em cũng xây phòng trọ đi đó chị, kinh doanh phòng trọ. Quản lý phòng trọ là... được ha. Dạ. Ổn định nha. Dạ. Theo chồng được đúng không? Dạ được. Được rồi. Cưới luôn đi. Được á. Về khuếch trương về xây nhà trọ bán cho lòng ở nhà trọ dạ. Luôn ép ta ăn luôn. Hỏi người thân mình đi theo đi để tin lời ông mai bà mối. Em có đi chung với chị của em ạ. À? Em xin chào mọi người ạ. À. Em thấy bạn nam này chín chắn và hợp với em gái em ạ. À. Hợp chỗ nào vậy chị? Thì tính cách rất là hợp, hiền và không uống rượu, không hút thuốc và chăm chỉ ạ. À. Nói gì em chị? Em trai đi. Nói với chị. Dạ, cảm ơn chị. Nếu em quen bạn gái bên cạnh em hứa sẽ chăm sóc và không để cho bạn ấy phải buồn nhiều. Mời chị đến ăn cháo lòng đi em. Nói đi, chị luôn, nói đi chị luôn. Dạ, mời chị hôm lúc nào rảnh thì đến số nhà 79 Lê Đức Thọ, phường 17 Gò Vấp ghé ăn cháo không biết chỗ ạ. Cảm ơn. Bạn trai có đi với ai không? Dạ em đi với chị họ em và hai người bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Dạ chào chị. Thấy em gái nhìn rất là hiền lành, dạ. Rất là dễ thương ạ. Em thấy hợp với em trai em. Bởi vì thực ra em trai em thì ở nhà là một người rất là hiếu thảo, kính trên nhường dưới và mẫu mực lắm, chăm chỉ lắm. Yeah. Và rất là được lòng tất cả mọi người. Chỉ có điều là không được lãng mạn lắm vậy ạ. Nhưng mà em rất là quan tâm và rất là chu đáo. Vậy tốt. Chị khỏi nói thì Linh cũng nhận ra điều đó. Yeah. Đây là một chàng trai mà cũng thuộc dạng kiếm quý một chàng hiếm trai trẻ yeah. như vậy mà chí thú làm ăn là hiện thời buổi này rất khó.
Dạ. Ai, thôi, kéo màn lên cho hai người gặp nhau. Hai bạn sẽ gặp nhau nha. Hai, bắt đầu. Chào em. Chào. Có quà tặng. Cảm ơn anh. Em cảm nhận với anh thế nào? Như chị em nói là cũng hiền, thân thành, thẳng thắn. Khen đẹp trai không? Dạ cũng bình thường thôi ạ. Em thì em không thích khen quá như vậy, tốt nhất mình khen bình thường là được rồi, không để người ta cũng vui mừng quá. Mà thấy đẹp trai cứ nói đẹp trai, không có gì đâu mà ngại. Anh thấy đẹp trai đó. Ngày cuối tuần rảnh thì em thường làm gì? Chiều chiều thì em hay đi uống nước với bạn bè. Còn anh? Anh thì cứ ở nhà không à. Lâu lâu bạn gọi đi uống cà phê hay đi ăn vặt thì đi, còn đâu không ở nhà không. Bạn trai thấy bạn gái như thế nào? Mình có rung động gì chút xíu nào không? Là bạn gái dễ thương, thấy run run rồi anh ơi. Thấy run run rồi đó không? Run run là được rồi. Nếu chúng ta đến với nhau thì em thích có mấy đứa không? Em thì em thích hai thôi, gái hay trai không quan trọng. Anh cũng nghĩ vậy, tại vì con cái là do trời cho thôi, thì cho cái gì là cũng mình cũng quý cái đó rồi. Nếu chúng ta đến được với nhau thì em có dậy sớm để làm hàng được cùng với anh không? Em thì dậy sớm nhất chắc khoảng 5 giờ thôi, chứ không để dậy sớm bằng lúc 3 giờ. Không, khi dậy sớm thì chắc cũng mấy tháng nữa là cũng hết rồi. Xong công trình thì cũng anh cũng phải chuyển về đó nhờ rồi. Đến lúc đó thì thời gian cũng rảnh nhiều, thời gian tìm hiểu nhau thì cũng nhiều hơn. Bạn Nam hát bài hát gì tỏ tình lãng mạn tặng bạn gái đi. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào, ngồi bên em thời gian trôi quá mau, những yêu thương phút giây này anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Cảm nhận thế nào? Em thấy bạn hát cũng được, không nên nói tồi lắm. Không nên nói tồi lắm. Có thời gian. Rồi, suy nghĩ thật kỹ, đây là giây phút rất quan trọng. Mình trao đổi để mình cảm nhận coi mình có cảm xúc, có rung động với người đối diện của mình hay không. Đây là giây phút thiêng liêng và quan trọng. 1 2 3 Hết thời gian. Một cái kết rất đẹp. Nào, nắm tay nhau. Xứng đôi ha. Hôn nhau. Hôn đi bạn. Thôi có để sau đi ạ. Không có sau. Xuất sắc. Được không? Là được. Thơm không? Là thơm. Có mùi trao lòng không? Hiện tại thì chắc là không hay sao. Tắm nửa tiếng lận tẩy hết rồi. Chàng trai rất là dễ thương ha. Em chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Em tên Nguyễn Ngọc Thuận, năm nay 27 tuổi, đến từ Đắk Lắk và hiện em đang sinh sống và làm việc tại Tân Bình, Hồ Chí Minh. Mình đang làm công việc gì? Dạ hiện thì em đang có một quán ăn nhỏ ở đường Bầu Cát, Tân Bình. Chuyên về gì em? Dạ chuyên về bánh cuốn Bình Định. Quê mình Bình Định hả? Dạ. Chào ông chủ nhỏ nha, bán bánh cuốn nha, em thích ăn bánh cuốn không? Dạ, ăn là em thích. Ăn là em thích hả? Bớt lại đi. Rồi, tới phiên mình giới thiệu đi cưng. Dạ, em chào chương trình, em chào chị Cát Tường. Em tên là My, năm nay em 23 tuổi. Em đang làm kỹ thuật viên sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh. Sản xuất cái gì cưng? Dạ, sản xuất linh kiện điện tử. Làm cho công ty? Đúng rồi. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh em ở đâu? Dạ, em ở quận 9. Quận 9, ở với ai cưng? Em ở với mẹ. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở thành phố. Ở thành phố luôn, giờ đang ở quận 9 với mẹ. Nhà đông anh chị em không? À, em là con một. Con một, rồi. Còn em, gia đình mình còn ở ngoài kia hay là vào trong này luôn rồi? Dạ, hiện tại thì mẹ em ở chung với em. Mẹ ở chung với em luôn. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, điểm mạnh của em thì hòa đồng, vui vẻ, không hút thuốc. Và nhiều lúc thì nhậu một chút. Có nhậu chút xíu, không hút thuốc. Điểm yếu? Hơi ít nói. Hơi ít nói, phải tự tin lên, phải nói lên. Rồi, vậy điểm yếu của mình là gì nè? Hơi ít nói, hát dở. Hát dở hả? Đọc rap được phải không? Nghe đồn là đọc rap hay lắm phải không? Dạ, đọc rap thì tại đọc rap không, người ta không biết mình hát dở. Ủa, đọc rap hay thì hát phải hay chứ ta? Sao tôi mới nghe phải đọc rap hay mà để che đi cái hát dở? Tại vì đọc rap nó cũng phải vô dần vô điệu, nó phải có nhịp. Rap một khúc coi nghe thử coi hát dở cỡ nào.
Em xin một đoạn của bài lặng của Phạm Khổng Tú Quỳnh. Rồi. Mùa đông lại đến, tờ băng tuyết lại rơi, làm như em buông lơi nhìn phía chân trời. Thì gặp lại em vòng tay hôm nay đã xa, con tim ta như lạnh giá, tâm hồn ngư gục ngã một chuyện tình đã qua. Nghe đọc rap hay không cơ? Cũng hay. Cũng hay là có nghĩa là chưa hay lắm thôi. Thế còn em sao? Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là em thích làm việc nhà. Rảnh rỗi là tự tay trang trí nhà cửa. Điểm yếu của em là hay ngủ nướng, thích ngủ nướng. Có một điểm yếu nữa là dễ bị cảm xúc chi phối. Ví dụ như là không biết là mình có nói gì khiến cho người ta giận mình hay không. Mình cứ suy nghĩ về vấn đề đó hoài, là hay bị cảm xúc nó điều khiển. Cảm xúc có điều khiển không? Hay là người khác điều khiển cảm xúc của mình? Dạ, cũng có thể là vậy. Tại vì cũng như là hai người nói chuyện với nhau, và em không biết là người kia có buồn mình chuyện gì hay không. Thế là mình phải suy nghĩ. Đúng rồi, chi cho cực vậy em? Không nên, mình phải tự làm chủ mình, nhất là trong tình yêu. Ví dụ như giờ đó đi chơi, cái mình đang suy nghĩ, mình ngồi mình ghen quá, không biết đang đi đâu làm gì, cái mình ngồi mình suy nghĩ hoài, cái tự nhiên mình buồn mình khóc. Giống chị đó, như vậy là tự mình hại bản thân mình. Dạ. Không nên, có hay ghen không? Lâu lâu. Ghen dữ không? Dạ không, ghen cái nào đúng thôi, ví dụ như ghen thường không có nào đúng hết trơn á. Giống như là anh đi làm bằng nghiệp nữ lại ngược đường với anh mà muốn anh trở về. Thì tất nhiên là em sẽ không đồng ý. Đâu có thuận đường đâu. Đúng rồi, đúng không rồi. Thuận đường thì sao, lý do gì phải trở về? Rảnh quá. Đúng rồi. Là ghen. Dạ. Lúc em ghen em sẽ làm gì? Giận em không nói chuyện. Khóc mình, buồn mình. Khóc mình. Để cho người ta điều khiển cảm xúc của mình. Đúng rồi. Không được. Lần sau bạn trai mà chở đồng nghiệp mà không cùng đường về, có nghĩa là có ý đồ, ghen là mình phải nói liền, hoặc là mình phải làm lại. Bây giờ tôi anh vậy phải không, bây giờ tôi cũng sẽ để cho đồng nghiệp tôi chở tôi về. Mình phải quăng cục tức của mình vô cho người khác, mình không được ôm cục tức đó trong lòng mình. Có người chỉ vậy đó, mình phải sống ích kỷ một chút xíu. Ghê không? Mình bạn gái hay ghen lắm á. Mình có làm thì có phải là người lăng nhăng không? Dạ không. Đó giờ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình rồi, kể nghe thử coi tại sao chia tay, quen được bao lâu? Em hiểu sao khi mà em thích hoặc là em mới bày tỏ tình cảm của mình ấy thì các bạn đều lấy chồng hết. Trời đất ơi, mới quen được bao lâu? Mối tình đầu tiên em thì là cuối năm cấp 3 á chị, lớp 12 á. Em vừa mới nói thích bạn cái bạn đi lấy chồng. Mới quen thích cái đi lấy chồng. Dạ. Rồi mối tình thứ hai? Mối tình thứ hai em thì năm cuối của đại học, quen cũng được 6 tháng. Dạ, cũng có nói tới chuyện tình cảm hôn nhân này kia. Cái thằng bạn không hiểu sao bạn đi lấy chồng. Không hiểu. Mà có tìm hiểu nguyên nhân không? Bên gia đình bạn xuôi lấy chồng. Xuôi lấy chồng? Dạ. Mà em cũng đòi cưới người ta rồi, sao người ta không lấy em? Tại lúc đó em chuẩn bị ra trường á chị, nên cũng chưa có chuẩn bị. Rồi từ đó tới nay không có mối tình nào hết trơn hả? Dạ. Lý do? Tại chắc em cũng đi làm, tập trung vào làm này kia, anh cũng ít cái thời gian. Ở quán bán bánh cuốn là có đông nhân viên không? Dạ, cũng hiện tại thì có hai nhân viên. Hai nhân viên nữ hay nam? Dạ, nam. Nam hả? Ủa sao không muốn nhân viên nữ mà muốn nhân viên nam? Cũng chưa có tuyển người thêm. Dạ. Mình thích nam hay thích nữ? Dạ, thích nữ. Mình hỏi vậy đó cho nó rõ xíu thôi, nó giỡn thôi. Còn em, tình trường mình sao nè? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình. Rồi. Mối tình đầu là ở thời cấp 3, năm lớp 10 tới năm lớp 11. Mối tình sau của em là thời làm công ty, cũng quen được 3 tháng. Xong rồi trời ơi, sao cuộc tình của mấy người này ngắn ngủi không vậy cưng? Anh kia nói là mình không hợp thôi thì chia tay thì tốt cho cả hai. Người ta chia tay em? Dạ đúng rồi. Lý do? Không hợp chỗ nào? Em phải hỏi không hợp chỗ nào chứ. Như là tính cách cũng như là không có hòa hợp được với nhau á. Rồi em có buồn không? Buồn đựng thời gian thì thôi. Đựng thời gian bao lâu? Buồn bao lâu? Tại vì cũng mối tình cũng khoảng 3 tháng rồi, cho nên là chắc cũng buồn khoảng tháng 2 tháng. Xong rồi em lại vui chơi với bạn bè. Từ đó tới nay là bao lâu rồi không có bạn trai? Chắc cũng khoảng 2 đến 3 năm gì á. Lý do là sao vậy? Đi muốn đi làm kiếm tiền hơn. Rồi bây giờ muốn có bạn trai chưa nè? Dạ bây giờ muốn quen có bạn trai thì mình có thể tìm hiểu trước. Xong rồi nếu được thời gian nhất định thì mình sẽ tiến tới cưới luôn. Bao lâu thì tiến tới cưới luôn? Em nghĩ từ 6 tháng đến 1 năm là được. Em nghĩ bao lâu nữa em lấy vợ được? Dạ em cũng nghĩ từ 6 tháng đến 1 năm. Bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để lấy vợ chưa? Có vốn chưa? Vốn thì có. Có. Ngon lành ông chủ á nha, về bán bánh cuốn nha. Bán thôi chứ đừng ăn nhiều quá nha, không được đâu. Mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Cao, cao hơn em. Anh có cao không chị? Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 67. Mét 67. Em cao nhiêu? Cao mét 6 à. Mét 6, mang giày thấp thấp xuống một chút. Trời ơi, mang giày là cao hơn người ta rồi. Rồi gì nữa? Đừng vô tâm, hơi hợp quá nè. Rồi. Biết chăm lo cho gia đình. Gì nữa không? Vóc dáng, mặt mày, gương mặt có tiêu chuẩn gì không? Sáng láng tiếng vậy. Đừng có... Sáng láng chứ phải sáng sủa đúng không? Dạ không, đừng có sáng quá, nó sủa. Chị hay nói với mẹ chị vậy đó. Mẹ chị hỏi là đó có sáng sủa không? Tao nói không có sáng sủa, chịu mới sủa. Khổ lắm, mẹ tôi miệng linh dễ sợ luôn.
Lúc tôi quen bạn trai dẫn về giới thiệu bà, nói mẹ thấy bạn trai con sáng sủa hơn. Bà nói này chiều sủa chứ sáng không có sủa, y như đằng mai mốt là chia tay à. Chờ hoài 40 năm rồi 40 mấy năm, bà chưa bao giờ bà nói ờ công nhận bạn trai mày này sáng sủa thiệt. Chừng nào mà bà phải nói câu là sáng sủa lúc đó tôi mới lấy chồng được. Nói chung là ưa nhìn là được, dễ thương là được, với lại nói chuyện vui vẻ, hòa đồng là được. Rồi tóc tai có tiêu chuẩn gì không? Tóc ngắn, rồi đừng hói là được. Không có tóc luôn được không? Đầu trọc cũng được. Đầu trọc cũng được. Chỉ cần nhìn, ưa nhìn vậy, sáng láng là được. Rồi, ok. Mẫu người bạn gái của em như thế nào? Dạ, mẫu người bạn gái của em thì cao trên 1m55. À, 1m6 rồi đó. Rồi, gì nữa? Ưa nhìn. Rồi, mắt mũi miệng? Dạ, mắt to xíu. Mắt to xíu. Dạ, tính tình thì... chín chắn, cá tính. Cá tính, chín chắn. Nhiều khi kinh khỉnh như nam em cũng được. Rồi, có hình ảnh đâu? Đây rồi, nãy đây nè, đây chưa coi. Trời ơi, ai đâu? Nè, nhìn đi cưng. Bốn anh chàng đó đó, lóc chắc đó đó là con anh là bạn trai của em đó. Đó, bonus thêm tấm nữa luôn. 30 giây để lựa chọn người trong mộng, quên lộn, chọn người trong ảnh. Tìm ra cho em. Tin quá ha. Kiểu như mấy cậu ăn chưa no lo chưa tới, đi chơi, đi đá gà, đi bóng thun, đi nhảy dây gì á. Lựa hình đã ghê luôn vậy. Hình này chụp bao lâu rồi cưng? Gần 3 năm rồi chị. 3 năm rồi đó hả? 3 năm sau, già hơn được xíu. Giờ ra dáng ông chủ rồi. Ai trong số đó hiện tại là chủ bánh cuốn? Nhìn thì cũng khó chọn ghê. Anh này. Anh nào? Anh đó hả? Thích anh đó tôi gả anh đó đó nha. Rồi giữ nguyên hiện trường đó đi. Bên đây. Dạ, con này ạ. Cô đó. Rồi giữ nguyên hiện trường. Bây giờ mở cửa trái tim ra coi nha. Anh đội nón áo sọc, cô chính giữa đeo mắt kiếng để coi đúng hay không nha. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Ten. Mình chọn đúng không? Không, sai rồi. Sai rồi hả? Anh đó là anh nào đâu? Nhanh lên. Cái gì? Ủa em là ai trong bốn anh chàng này? Dạ, em là áo đỏ. Ôi ơi, sai rồi. Rồi kiếm cái anh đó gả cho cổ. Còn em, cô này đúng không? Hay quá. Chàng trai này rất nhạy bén, đã đoán đúng rồi. Bây giờ cô gái đó không đúng mình phạt cổ gì em hả? Hát đi chị. Hát đi cưng. Em hát dở lắm. Vậy mới bị phạt, hình phạt nhẹ nhàng nhất rồi đó. À, thôi em hát bài Tớ Thích Cậu đi. Ừ, Tớ Thích Cậu á. Tớ thích cậu mất rồi, cứ thế có khi yêu mất thôi. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trong mùa lần. Ủa có bài hát vậy luôn á hả? Đúng rồi, của Hành Sa La. Tớ thích cậu mất rồi gì đó. Đúng rồi. Vậy hả? Tới bên cậu là tớ gì như múa lân. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân. Cứ đến thật gần là tim tớ như đánh trống múa lân. Tớ tiến tới tới gần cậu đi tớ. À, cảm ơn. Hai đứa mình tâm sự chút xíu đi. Hẹn hò như thế nào? Thí dụ bây giờ hẹn nhau thì bao lâu mình gặp nhau một lần? Không biết là nhà bạn có mấy anh chị em? Có nhà mấy em. Anh chị em. Nhà em có mấy anh chị em? Thôi em là con một nè. Con một. Nếu mà mình có hẹn hò thì không biết là một tuần mình gặp nhau được mấy lần? Có thể là từ 2 đến 3 lần. Tại vì em làm công ty là em làm 4 ngày em nghỉ được 3 ngày. Bây giờ vậy chị Tường sẽ đi chỗ khác nha. Chị Tường cho hai bạn không gian riêng 5-10 phút để hai bạn trò chuyện với nhau. Chị Tường xin mời hai bạn thưởng thức một bữa cơm rất là ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant ha. Đây là món cơm chiên lá cẩm hải sản nè, gà chiên nước mắm và bò cuộn mỡ chài. Rồi mình vừa ăn vừa tâm sự với nhau ha. Chị Tường ra ngoài ít phút, chị Tường quay trở lại. Chúc hai em ngon miệng. Anh cứ dùng tự nhiên nha. Mày em không biết là em thích ăn món gì. Em dễ nuôi lắm, món gì ngon là em thích à. Dạ, chắc là em thích ăn vặt. Cũng có. Không biết anh nghĩ sao về vấn đề ở rễ hả? Nên sống nội tâm, tình cảm nhiều thì nếu mà vui thì anh ở được. Em ở nhà với mẹ em thôi, thì hai mẹ con vui tính lắm. Em có thích hay đi xem phim? Có, mình thích đi xem phim, đi trà sữa.
hay là đi dạo ngoài phố đi bộ. Anh thì tối hay đi làm về thì nhiều khi đi dạo, xe đi dạo một vòng mát. Em có hay đi phượt không? Em cũng thích đi phượt lắm á, nhưng mà tại vì đang đi làm á cũng chưa cho phép mình đi phượt nhiều. Như bình thường lúc rảnh á thì em thích làm gì? Em hay chơi game hoặc là lướt Facebook này nọ. Vậy em bán cả ngày vậy tối thường mấy giờ đóng cửa? Thường là từ 9 rưỡi đến 10 giờ đóng cửa. 10 giờ tối đóng cửa? Em không thích về gì hoặc là sợ con gì. Em sợ nhất là con gián. Gián hả? Nó nhỏ nhưng mà em thì sợ. Cái điểm yếu mạnh nhất là dù em sợ mấy con mà nhiều chân. Điểm yếu mà mạnh nhất luôn hả? Nhiều chân như là rết rít đúng không? Con cua hả? Xưa anh sợ con cua. Anh nghĩ là nếu như mà quen nhau được á thì khoảng bao lâu tiến tới hôn nhân được? Tầm 6 tháng đến 1 năm thì đẹp. Cũng giống như em suy nghĩ. Tại thời gian ngắn quá thì nhiều khi mình chưa hiểu được, tìm hiểu được hết. Cơm ngon không cưng? Cơm tím tím là cơm thủy chung, ăn xong là hai đứa yêu nhau bền vững luôn. Dạ. Cơm ngon không? Cơm ngon lắm chị. Ngon lắm hả? Thế nãy giờ mình hỏi được gì nhau nhiều chưa? Sau này lấy nhau về thì em nghĩ nam nữ ai sẽ là người quản lý tài chính? Quản lý tài chính thì em nghĩ là bạn nữ sẽ có xíu việc nhà. Dạ. Kèm theo đó thì sẽ chia sẻ tài chính đó chị. Chia sẻ tài chính là sao? Có nghĩa là tiền mà ở nhà thì sẽ có một khoản riêng đó mà chi tiêu trong nhà. Còn đi ra ngoài thì có thể là hỏi ý kiến nhau để mà làm ăn hay gì đó thì nên hỏi ý kiến. Thì đương nhiên chuyện làm ăn trong nhà vợ chồng mình phải bàn bạc với nhau chứ đúng không? Lấy vợ về mình sẽ sống ở đâu, hai chồng sống ở đâu? Trước mắt thì em chưa có nhà nhưng mà khi mà tích góp đủ thì Hiện tại là mình nhà mình bán đó là nhà thuê. Rồi mình lấy vợ về đó là mình sống chung với mẹ mình luôn đó, là làm dâu hay là mình sống riêng hay như thế nào? Trước mắt nếu mà được thì ở chỗ nào vui à? Thí dụ như ở rể được không? Nếu mà vui cũng được. Vui cũng được luôn. Còn em sao? Làm dâu được không? Dạ, làm dâu thì cũng được. Nhưng mà như là em có nãy có nói chuyện với bạn nam thì em có hỏi về vấn đề ở rể thì bạn nam nói là vui là được. Thì em mới nói là hai mẹ con em ở chung nhau vui lắm, anh qua là anh cũng vui theo luôn. Vậy là có nói chuyện với nhau rồi, có trao đổi nhau rồi. Dạ có. Thế thì quan điểm của em trong tình yêu, em thấy điều gì là quan trọng nhất? Điều quan trọng nhất là sự tin tưởng. Phải có tin tưởng thì mới làm ăn chung với nhau, hay là có tin tưởng thì mới không có ghen tuông nhiều, không có ghen tuông bớ bẩn được. Cô này cô ghen dữ lắm cho nên phải cho cô niềm tin. Bây giờ em sẽ bốc một lá thăm, đọc lớn lên yêu cầu bạn gái thực hiện điều trong đó. Dạ. Đang đi đường bắt gặp bạn trai ôm hôn một bạn nữ khác, bạn hãy diễn lại cách cư xử lúc đó. Trúng luôn rồi đó, trúng em luôn rồi đó. Bây giờ bạn trai minh họa nè, bạn trai đứng lên nè, chở một cô gái luôn. Hả? Đứng lên đó, bạn trai đang đi nè, đang chở một cô gái đó. Bây giờ bạn trai đang chở bạn gái nè, đang chở về tường nè, đó. Bạn trai đang chở về tường nè, đó, đang ôm heo luôn nè. Rồi bây giờ em bắt gặp nè, em làm gì? Đang đi nè. Thôi hai đứa đang đi bộ đi, hai đứa đang nắm tay đi chơi nè. Rồi anh đi nè, rồi em đi ngược lại, giờ gặp nè. Sao anh lại nắm tay cô này? Lý do gì anh đi chung với cô này, sao anh lại nắm tay cô ấy? Chị họ. Chị họ nào nắm tay kỳ vậy? Rồi sao tiếp đi em. Không có ai chị họ mà nắm tay vậy hết trơn á. Tại anh em, chị em nhà anh rất là thân. Cô không thân tới nỗi mà tới nước nắm tay dần dùng vẻ gì đâu. Anh có lý do nào khác nữa không? Có sao anh nói vậy anh? Còn không thì không có chuyện đi. Khi nào mà anh có lý do chính đáng cho em thì hãy nói. Ủa cô này là ai vậy anh? Dạ bạn gái. Bạn gái em hả? Sao đó giờ chị không nghe em nói em có bạn gái gì hết vậy? Dạ em ít khi quen bạn gái. Ủa ít khi quen bạn gái là sao? Dạ. Có nghĩa là bạn em chưa dẫn gì cho chị xem. Thì thôi về coi lại mối quan hệ của tụi mình đi đây. Vậy thôi đó hả? Trời đất ơi, chứ em không nhào vô, em cấu xé gì trơn hả cưng? Dạ không, dằn tay ra thì mất giá trị của mình lắm. Nên là về nói chuyện lại. Nhưng mà sao em không tin là chị thì rủi người ta chị thiệt rồi sao? Chị thiệt thì lúc đó em sẽ xin lỗi anh. Nhiều khi nóng lên thì mình sẽ có những lời nói không hay. Lúc đó mình sẽ xin lỗi anh sau. Nhưng mà nãy giờ chị thấy em đâu có nóng gì đâu, em rất là bình thường. Trong khi em nói với chị là em ghen dữ lắm. Chị tưởng đó em ghê gớm lắm chứ vậy, em cũng hiền quá.
Không, có đây để em giữ bình tĩnh, nhiều khi ở ngoài đời không biết được đâu chị. À, nhưng mà em trong đầu em tưởng tượng có thể em làm gì ghê gớm hơn vậy không? Có khi tát. Tát ai? Tát anh đó. Chứ không phải tát cô kia hả? Không có người thứ ba xuất hiện nếu như mà anh nó không cho phép. Đúng rồi, có tát là nhớ tát đàn ông á nha, không có tát phụ nữ. Phụ nữ không có tội. Dạ. Là đàn ông đi cô gái mà, đúng không? Đúng. Coi chừng nha. Rồi mời em gái. Ra đường gặp một cô gái ăn mặc sexy, bạn sẽ làm gì để tiếp cận cô gái? Sexy. Em thì em thích cái đẹp. Nhiều lúc... Ê, sao hơi cà lâm vậy cưng? Dạ. Sao hơi cà lâm vậy? Em không biết. Hồi hộp là vậy hả? Bình thường có cà lâm không? Dạ không. Có ai nói em cà lâm chưa? Dạ không. Rồi giờ diễn luôn nè. Bây giờ ra đường nè, thấy một cô gái đang sexy mặc đồ đó, hở hở dài, hở rồi sao sexy không? Rồi giờ em muốn tiếp cận cô gái này em làm sao? Tấn công qua cho anh cho chị, đi vòng qua bên đây. Tiếp cận thôi. Tiếp cận nay tiếp cận mà phải không em? Đúng rồi. Tiếp cận có nghĩa là giờ mình muốn cua cô này nè, đó mà cô mặc sexy mình thích nè. Coi chừng bị anh tát tay nha. Rồi coi như là thấy cổ rồi đó, từ xa thấy cổ rồi đó, thích kết với đen cổ rồi đó. Em ngồi đây một mình hả? Ngồi có một mình. Anh ngồi bên kia nãy thấy em ngồi một mình thì không biết là anh ngồi đây trò chuyện với em xíu được không? Dạ được anh, cứ thoải mái. Cái gì mà khoanh tay hoài vậy, đi cô gái mà đứng khoanh tay hoài giống như làm rễ vậy trời. À, em có thể cho anh xin số điện thoại được không? Tại sao lại muốn lấy số điện thoại của em? Tại anh thấy em cũng xinh. Anh muốn làm quen. Làm quen... muốn làm quen để hẹn hò hay là sao? Trước mắt là sẽ làm bạn. Sau đó nếu mà hợp tính với lại điều kiện như kia thì mình sẽ muốn hẹn hò nhau. Còn không biết em có đồng ý không? Cũng được đó. Thì trước mắt mình làm bạn được. Được rồi đó. Bình thường ngoài đời có nào vậy chưa? Có gặp ai rồi qua xin số điện thoại người ta vậy chưa? Chưa gì. Chưa hả? Đây sao? Đây dạ, thấy hơi bối rối. Hơi bối rối. Nãy giờ là mình diễn thôi. Đó là mình diễn theo tình huống thôi. Bây giờ mình thiệt nè. Giờ không có giỡn nữa, bây giờ thiệt nè. Bây giờ hai bạn đứng lên. Này thiệt nha. Dạ. Hai bạn đứng lên. Nắm tay nhau 30 giây. Nhìn thẳng vào nhau rồi chúng ta sẽ nói cảm nhận của nhau. Nhìn thẳng vào nhau. Chúng ta ngồi xuống nói cho nhau nghe cái cảm xúc của mình. Hiện tại mình đang nghĩ gì về đối phương hay mình có những cái suy nghĩ gì? Rồi bạn trai nói trước đi. Ngồi. Em có nắm tay bạn gái một tí xíu. Dạ. Thì em thấy tay bạn ấm. Trước là có thể là bao nhiêu người thì mình không gặp, nhưng mà sau thì có duyên mới gặp được. Thì sau này nếu mà có nợ thì mình sẽ bước tới. Anh thấy em cũng xinh xắn, tính cũng dễ thương, cởi mở. Trong lòng em hiện tại cảm thấy như thế nào? Trong lòng em cảm thấy trống. Em không có suy nghĩ được nhiều. Bối rối rồi đó. Thế còn em gái, em muốn nói điều gì với anh không? Em thấy anh cũng nhát, ít nói. Thì sau này nếu mà đi với em thì anh nói nhiều lên. Hai đứa mới có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mình gặp nhau được hôm nay cũng là một cái duyên. Thì sau này nếu mà nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn thì được, thì mình sẽ tiến tới xa hơn. Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào cái nút bấm này. Nếu như chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau thì chúng ta bấm nút. Với sự chứng kiến của rất nhiều người đang theo dõi chương trình. Rồi mời hai bạn nhắm mắt lại ạ. Kiểm tra lại cảm xúc của mình từ nãy đến giờ xem sao. 1 2 3 Chàng trai vẫn nhanh hơn cô gái một chút xíu, nhưng mà cũng là đúng lúc kịp thời rồi. Chúc mừng hai bạn, về bên đây đứng luôn đi ạ. Nắm tay nhau đây hai bạn. À, cũng khá là xứng đôi. Hy vọng rằng hai bạn cũng sẽ cho cơ hội tìm hiểu nhau nhiều hơn. Tình yêu như một cái cây hoa vậy đó. Hai bạn phải cố gắng vun đắp cho nó ha. Và một ngày nào đó thì được thì sẽ báo tin vui cho chúng tôi biết. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm này, cái ngày chúng ta gặp nhau tại hẹn ăn trưa. Rồi, từ thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn những chiếc vé xem phim tại hệ thống rạp 212 Lý Chính Thắng ha. Chúng ta đến đây xem phim nè, rồi tâm sự trò chuyện với nhau. Nắm tay nhau, không có được buông ra nè, nắm tay thật chặt nha.
Như vậy là hôm nay Tường đã thành công rồi quý vị ơi. Hy vọng họ cũng sẽ sớm về chung một nhà quý vị nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và chúng ta sẽ gặp nhau trong khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa vào lúc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên kênh YouTube MCV Media. Mọi người cũng đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ kênh quý vị nhé. Bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Một cái tinh thần rất là hào hứng. Xin mời tất cả chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn chào đón hai bạn trai. Trời ơi, cao dữ vậy. Hai bạn trai xứng đôi quá ha. Hai bạn trai mà xứng đôi tưởng. Hãy xem hai cô gái của em có xứng đôi với nhau không nha. Mời hai cô gái. Wow. Rồi, bây giờ xin mời bạn trai ở ghế màu đỏ hãy giới thiệu trước. Em tên gì? Em xin chào mọi người xem chương trình và em chào chị MC Cát Tường và chào anh Hứa Minh Đạt ở bên kia. Chào hai bạn nữ nữa. Em là Hoàng Văn Tùng. Em năm nay 24 tuổi và em đến từ Quảng Bình ạ. Hiện tại thì em đang cho thuê xe dịch vụ du lịch cá nhân. Cho thuê xe luôn. Vâng ạ. Và em hiện tại thì em cũng đang lấn sân làm YouTuber ạ. Chủ đề gì? Chủ đề gì? Chủ đề của em là những cái thử thách nhỏ và một vài màn trôn vui vẻ thì với mọi người thân quen thôi ạ. Nhưng mà hiện tại giờ em đang làm việc ở đâu? Tân Bình. À, vâng. Quảng Bình, bây giờ vô Tân Bình rồi. Dạ, vâng. Cao cao quá vậy. Thì dòng họ nhà em nó cao vậy hết chị ạ. Dòng họ nhà em nó cao vậy hết chị ạ. Dòng họ nhà em nó cao vậy hết chị ạ. Dòng họ nhà em cao hết. Vâng. Cao từ trong góc cao ra luôn. Dạ vâng ạ. Vâng. Ở nhà em ai cao nhất? Dạ em cao nhất ạ. Cao mét mấy? Dạ em 1m82 ạ. Wow. Wow. Rồi, mời cô gái bên ghế màu đỏ đi. Em xin chào anh Minh Đạt và chị Cát Tường. Em tên là Đinh Ngọc Bảo Khanh. Em sinh năm 98. Công việc hiện tại của em là marketing, vị trí là account executive. Em sinh ra là ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà gốc thì là gia đình gốc Bắc. Mai Hà Nội. Dạ đúng rồi ạ. Em ở Vương quốc Bình Chánh ạ. À, Bình Chánh. Vương quốc hả? Dạ. Ở đâu ra chữ Vương quốc vậy em? Wow. Hồi đó giờ chưa nghe khúc này là Vương quốc Bình Chánh hả? Dạ đúng rồi anh. À, trời, cô bé này có vẻ hơi cổ tích đó nha. À, tại vì trên tay có cầm một cây gậy phép nữa đó Tường ơi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chàng trai ở ghế màu xanh. Em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và quý vị khán giả trường quay ạ. À, em tên là Phạm Trung Thuận, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc tại Bình Dương ạ. À, công việc hiện tại em là tài xế của chuyện phát nhanh ạ. À, ở thành phố Hồ Chí Minh là ở đâu? Dạ em ở ngay ngã tư Thủ Đức đó chị. Thế em, cô gái ngồi ghế màu xanh. Hajimemashite, watashi wa chi to moshimasu. Rồi, Đạt đứng hình. Chết rồi. À sao em hiểu không? Bên đó có ai hiểu gì không à? Chào. Cái này xin là cũng thuộc dạng là Lắc xuống mất xe đó nè. À, xin chào tất cả mọi người, em tên là Ngọc Chi. Năm nay em 24 tuổi, em sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em có 3 năm sinh sống và học tập tại Nhật ạ. À, hiện tại thì em vẫn tiếp tục đi học với lại có kinh doanh tự do tại nhà. Ước mơ của em là sẽ có một cửa hàng mỹ phẩm riêng cho mình. Trời. Rồi, thôi bây giờ Ngọc Chi sẵn giới thiệu luôn về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình luôn đi Chi. Dạ, điểm mạnh của em thì khá là mạnh mẽ với lại rất là thích tự do, thích đi đây đi đó, tự lập rất là cao. Còn điểm yếu thì chắc em hơi nóng tính, kỹ tính. Rồi, cảm ơn Ngọc Chi nha. Rồi, dạ, Chi thì đang ngồi ở ghế màu xanh. Dạ, điểm mạnh của em là em biết nấu ăn, em biết quan tâm cảm xúc của bạn gái. Dạ, em thật thà với em hiền. Dạ, còn điểm yếu của em là em chậm chạp, em hay mau quên. Chậm chạp sao theo kịp cảm xúc bạn gái? Con gái thay đổi thành sập luôn á. Dạ, cái đó chắc em sẽ theo kịp.
Em không thích ăn cá. Không thích ăn cá? Dạ. Không thích ăn hay không biết ăn? Dạ, em không biết ăn cá. Con cá nó tanh nên em ăn không được. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giờ hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1. Rồi, quay trở lại với chàng trai cao 1m82. Wow. Ở ghế đỏ, em sao Tùng? Em điểm mạnh của em thì chắc là em cao, dễ làm việc trên cao. Em điểm mạnh của em thì chắc là em cao, dễ làm việc trên cao. Dễ có thể đi vào cảm xúc người khác. Em có thể đọc được cảm xúc người khác. Đọc được cảm xúc luôn. Và... bên đây thì theo kịp cảm xúc. Trời, thấy ghê vậy. Những chàng trai ế thì... mà nói chuyện mạnh miệng ghê. Những chàng trai ế thì... mà nói chuyện mạnh miệng ghê. Em không chắc chắn nhưng mà sẽ là 80% là đúng. À. Chị Tường ơi, chị đừng có đang suy nghĩ mông lung gì không vậy? Chuyện ta đọc đó. Không, chị không có tan suy nghĩ. Em cảm thấy chị Tường đang hoang mang rồi anh Đạt ạ. Đang hoang mang đúng không? Hoang mang lắm luôn á. Sợ rồi. Yếu thì chắc nhiều khi em hay bị vô duyên. Chắc nhiều khi em hay bị vô duyên. Ví dụ mọi người đang nói một câu chuyện gì đấy thì tự nhiên em nói ra một câu á, em nghĩ là nó vui nhưng thực ra nó không vui, nó làm mọi người hết vui. Nói chung là quăng miếng hài mà rớt. Vâng ạ. Chàng trai áo đỏ lên tiếng. Cao 1m82 thì đây cô gái ngồi vị trí ghế đỏ cao 1m81 lên tiếng nè. Cái gì? Điểm mạnh của em thì em nghĩ là em có sự kiên trì, kiên nhẫn, biết điều. Em biết nhậu. Em biết nhậu. Em biết nhậu. Biết nhậu. Đó là thế mạnh của em. Mạnh đó hả cưng? Nhậu được nhiêu nè? Năm lon đầu thì em bất tử. Bước qua lon thứ 6 rồi chắc em bất tỉnh. Nói vậy á, người ta nói vậy là khiêm tốn đó. Nói năm chứ cũng phải nhân gấp đôi lên 10. Kiểu ngồi lai rai rai chắc cũng tiếng giải quyết được. Ghê ghê ghê, ghê. Đội mạnh, đội mạnh. Tôi tò mò cô gái này quá. Dạ. Còn đam mê gì nữa không cưng? Dạ đam mê cuối cùng thích. Em nấu ăn hơi vụng vỡ. Bù là em thích rửa chén. Mọi người ngại rửa chén thì kiểu đây là tao sao vậy? Tự nhiên đam mê rửa chén. Em không biết, tại vì em rửa chén không bể chị nha. Không thì chị rửa chén cũng không bể chén, nhưng mà chị không có mê rửa chén. Em cũng không biết nữa, chị chắc bị bắt rửa chén nhiều quá. Chắc bị bắt rửa chén nhiều quá. Em mắc rửa lắm hả? Mắc rửa chén. Trời ơi, lạ ha. Trời ơi, hai cô gái tôi cô nào cũng lạ, cô nào cũng ngon đẹp. Ngon lành chứ chị, ngon lành chứ chị. Ngon lành. Tại vì em thấy điểm... đi kiến vợ thì hai cơ là đi rửa chén là em qua được môn đó rồi đó, qua vòng rồi đó. Qua vòng. Dạ. Còn điểm yếu nữa không nè? Điểm yếu của em thì là hậu đậu. Hậu đậu mà rửa chén không bị bể. Không bị bể thiệt anh. Ví dụ như cái nồi nha, em rửa cái sống chén đúng không? Thì em bay cái nồi bay vô bờ tường. Xong bây giờ hỏi là ủa mày làm gì vậy? Vậy con rửa chén lấy cái nồi lụm lên thôi. Em không có bể cái chén nào. Mà cái nồi đó còn cơm không nè? Cái nồi đó còn cơm không? Còn. Trời ơi, rửa chén không bể chứ chỉ rớt cái nồi vào cái nồi còn đầy cơm. Duyên, dễ thương. Cô bé đó chỉ sai phạm một chút xíu thôi. Rồi. Rồi, mình tình trường luôn đi. Cô ghé mà ngồi ghế màu đỏ luôn nha. Em có một mối tình khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải là một con người nhìn nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vớ. Và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Em nhớ là có một lần thì em hẹn trước đó là hẹn bạn đó đi chơi và để tặng quà cho bạn đó luôn. Nhưng mà hôm đi học ra thì nhà cái chỗ mà học của em á, chạy qua cái chỗ mà lấy quà thì nó ở bên quận 5, xa, bị kẹt xe. Lúc mà em đem quà qua thì bạn nó thay vì kiểu giống như bạn trai người ta là sẽ kiểu thấy bạn gái mình tới thì cũng sẽ mừng á, bạn nó không có thái độ không mừng, để vậy còn nạt vô mặt em nữa. Và nó đó nạt như thế nào? Ủa tại sao giờ này em tới, em đến làm gì nữa, thêm đi về đi. Em bị chơi với luôn á, tại vì từ trước tới giờ không ai làm như vậy với em cả. Em rất là tối kỵ trong cái việc là bị nạt ở ngoài đường như vậy. Có người chứng kiến quay lại, xong rồi năn nỉ bạn nó nhận quà rồi để lên yên xe, rồi sau đó em mới nói là em đi về. Mà về thì em lại tiếp tục nhắn tin hỏi bạn đó coi là có mở quà em chưa. Sau này thì mới chia tay, là lúc đó em cũng hơi mệt rồi em mới nói là em đi ngủ. Không hiểu sao xui xui thì cái điện thoại nó rớt đụng cái vô mặt em. Em cầm lên thì em cầm ngay cái nút video call. Tại vì trước đó là bạn nói với em là bạn nó cũng đi ngủ luôn, bạn nó cũng buồn ngủ. Cầm lên thì không hiểu sao bạn nó chấp nhận cuộc gọi á, thì em thấy là đang quay cái bàn nhậu. Dạ. Gian dối ra bàn nhậu ngồi nhậu. Dạ. Mà không rủ em nhậu. Đúng rồi anh. Nhưng mà cái thằng bột bột chia tay mình biết nhau.
Rồi mình còn mối tình nào ấn tượng hơn nữa không em? Một mối tình ấn tượng thì chắc là mối tình đơn phương. Em có tỏ tình cho người ta biết không? Dạ có. Anh đó không có đồng ý nhưng mà anh đó lại giữ một thái độ rất là dễ thương với em. Em tỏ tình thì hình như là em say ở trong ký túc xá với bạn bè, xong rồi lúc đó có cái thời mà Big Daddy với Emily á, là có cái bài mượn rượu tỏ tình, là em mới gọi điện thì em mới alo anh ơi em mượn rượu tỏ tình anh nghe, em hát nguyên bài xong rồi anh gì là thôi em ngủ nha, ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ, ngủ ngoan đi cho mấy bạn ngủ. Rồi 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 hát lại cái bài hát lúc tỏ tình cho chị nghe coi. Hát đi, hát đi, thử đi nè. Rồi nè. Em không nhớ khúc đầu á, từ từ. Em mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào, hy vọng anh đừng ngơ ngác đừng câu mày, coi như chưa nghe thấy cạn ly vậy, em nhớ tới đó thôi ạ. Và cuối cùng là mình mê cái anh đó, bây giờ nào mới hết mê? Dạ, bị nữ mê muội á chị, 2 năm. 2 năm. Rồi mình thì sao, tình trường mình thì thế nào? Em thì mới trải qua 3 mối tình thôi ạ. Mối tình đầu tiên của em là năm lớp 9, nhưng mà thì nó cũng diễn ra rất là chóng vánh. Thì mối tình thứ hai là 3 năm cấp 3, em bị gắm sừng. Em bị cắm sừng. À, mới học cấp 3 thôi đã bị cắm sừng rồi. Tại vì lúc đó là bọn em đang bắt đầu thi đại học, thì có một số bạn thì cũng đã nói với em biết là ủa hôm qua tao thấy nó chơi với thằng này nè. Lúc đó em cũng có tìm hiểu sơ thì em cũng có biết cái đối tượng kia là ai. Thì em cũng biết đó rồi nhưng mà bạn không có nói. Thì em lúc đó em cũng biết là chắc bạn chờ mình tâm lý mình thi xong đại học thì bạn mới nói. Và thì đó cũng không nằm ngoài dự đoán, thì vừa thi xong đại học thì tối hôm đó là ngày cuối cùng của thi thì bạn nói lời chia tay. Trời đất ơi, sao không chịu hỏi trước đi trời. Bạn muốn giữ cái tâm lý cho em để em cũng dù sao cũng không tình đại học. Không tình cũng nghĩa 3 năm trời học chung tập trung thi cử rồi. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba của em thì cũng 2 tháng hơn ạ. Tức bọn em yêu nhau rất là nhanh. Thì cũng khoảng 1 tuần là bọn em bắt đầu tha thiết nhau rồi. Tha thiết nhau rồi. Vâng. Mà lúc này chắc tha thiết dữ ạ, chứ không phải như học trò. Đúng rồi, lúc này thì cũng khá lớn rồi. Khá lớn rồi chứ khá gì nữa. Tìm hiểu nhau quá nhanh thì chưa biết được cái tính cách bạn nó thế nào, thì xong mới biết là cái bạn đó thì có cái tính kiểu hơi bị nhanh chán. Tại vì cái tính của em hay ghen ấy. Tại vì có một lần là bạn hỏi em là anh ơi em đi chơi với bạn mà có con trai đấy, thì em là em đi chơi với bạn thì em cứ đi bình thường thôi, con trai mà anh không quan trọng, quan trọng là ở em cơ. Nhưng sau đó thì bạn yêu bạn luôn, chưa đó có tìm hiểu ai, lại không hay ghen nên người ta bật. Đúng rồi, người ta nghĩ mình không thích người ta, chưa biết gì nữa. Yêu là phải ghen, bạn trai mình ghen quá thì mình không đi, không đi nó sẽ không có cơ hội, đúng không? Còn mình dễ quá, ta đi tung tăng đi chơi người ta cũng không có ý định phản bội mình, nhưng tại mình để cho người ta đi rồi thế ra đường gió thổi thứ ba. Ta không yêu một cuộc tình, rút kinh nghiệm nha. Lỗi tại em một phần, vâng ạ. Lỗi tại em, rút kinh nghiệm nè. Nghe chàng trai bên đây nè, sao Thuận? Tình trường sao Thuận? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em là do em gia nhập quân ngũ nên em chia tay. Tại em nghĩ là mình ở chổng thì không ai ở ngoài chăm sóc mà đấy. Trời ơi, cao thượng ghê, tự động chia tay. Dần dần qua thời gian chắc bạn nó cũng đi tìm người khác. À, thà chia tay trước cho nó sang ha. Người ta nói câu là 2 năm nghỉ dụ em đợn anh luôn, còn 4 năm đại học thì em chờ anh về. 2 năm nghỉ dụ em đợn anh luôn, còn 4 năm đại học thì em chờ anh về. Kỳ vậy, sao đi đi học thì được chờ, mà đi nghỉ dụ thì không chờ. Đi du học, đi nước ngoài về nó có tiền. Anh đi du học, chứ không phải là đi đại học, đi du học. Cũng hướng ngoại quá ha, cũng có tầm nhìn xa quá ha. Dạ. Rồi. Còn mối tình thứ hai của em là em quen cũng được gần 1 năm, cái quan tâm bạn, cảm xúc bạn đó nhiều quá, cái bạn đó kiểu như lờ em luôn. Mối tình thứ ba của em là cũng chưa gọi mối tình chính thức nữa, quen được 2 tháng 3 tháng, cái áp lực gia đình bạn đó quá. Áp lực sao cơ? Kiểu như là mẹ bạn đó rất là khó bắt em làm gì đủ thứ công việc của người đàn ông, là bắt leo lên nhà, sửa nhà rồi phải sửa điện rồi. Trời đất ơi, mà em biết sửa điện không? Mà dạ, cũng biết sửa sao sao. Nghe em cái việc chờ rồi lên rồi điện giật cảnh sao? Rồi sao, bị giật xong mới chia tay hay là? Bị giật xong mới chia tay hay là? Bị giật xong mới chia tay hay là? Dạ không, em thấy kêu lên làm việc hay là ta muốn thử đình... coi, thử coi hàng ghế tương lai có biết làm việc không? Dạ, thử 3 tháng liên tục luôn. Lần như ngày nào hôm qua kêu sửa điện hết, mà sửa mấy nhà? Thử có nhà mà cái nhà nó cũ lắm rồi. Mà ngày nào cũng sửa điện hết á hả? Hay là ngày sửa này ngày sửa kia? Ngày sửa tiếp bếp, ngày sửa điện, còn không là đi qua bên nhà trọ sửa tiếp. Và nhà của mẹ bạn đó có nhiều rửa chén rồi phải đánh bóp chân rồi sao bóp cái gì? Bóp chân cho ai? Đánh bóp chân cho mẹ bạn đó. Mà mẹ bạn đó kêu
Dạ. Nó kêu sao, ví dụ kêu là kêu sao? Ví dụ như là đây cái vai bác nhất đó, con đánh bóp mình cho bác. Mà em thấy bạn trai mà mới quen vậy là không nên kêu. Ờ đúng rồi. Cần khi nào mà là vợ chồng á. Mà cũng vừa không. Thôi chứ đâu hay là dạ, nhà đó mới hết tiền mướn người giúp việc. Không, nhà cũng có hai mẹ con à. Em sợ nhất tới giờ luôn. Mối tình đó, đó hả? Mối tình mà mình giống như con ở vậy đó ha. Dạ. Em bị lợi dụng về thể xác quá. Thể xác sức lực đó nha. Đấm bóp rồi xong, làm việc xong rồi ở nhà hai mẹ con có nấu sẵn đồ ăn rồi cho vô ăn uống cho tẩm bổ không? Hay tới giờ ăn rồi đủ chị em qua xuống nấu. Là phải xuống nấu. Dạ. Ờ vậy là trả công đó. Vậy là cuối cùng ai đi chợ? Dạ, mẹ bạn đó đi chợ. Đi chợ không? Em nấu. Dạ em nấu. Rồi lúc em làm cái việc đó thì mẹ của bạn đó với bạn gái của em là làm gì? Bạn gái thì đi tắm còn đang nấu ăn, còn mẹ bạn đó đang ngồi bóp vai thuốc. Quá, bé trời, tình yêu thời nay mà mình tưởng tượng giống như là như vậy làm dâu mà bị mẹ chồng đại ải vậy đó. Mỗi lần mà ăn cơm xong em kêu là thôi anh gửi chén cho em lên đánh bóp cho da cho mẹ đi. Mẹ cái mẹ bằng đó bạn Thanh không có đánh bóp được gì. Bà coi như mẹ con vừa rửa chén xong rồi mới lên đánh bóp luôn. Hay, chúc mừng em một quá trình thật đẹp. Em sợ luôn cái giờ. Dạ, em sợ luôn. Em sợ. Ám ảnh cùng tình yêu vậy. Chứ sao? Trời. 3 tháng là em chịu không bỏ không? Của chạy lấy người luôn. Dạ. Những lúc mà em rửa chén nấu cơm mà em có bị bật khóc không? Có bị bật khóc không? Em có bị bật khóc? Sao vậy cũng kêu tôi, người điện cũng kêu tôi, người chén cũng kêu tôi, bóp lưng cũng kêu tôi, cuối cùng tôi được cái gì? Em thấy giống em giống như người đàn ông đảm đang vậy đó. Đảm đang. Đừng có cười trên sự đau khổ của người khác ông này. Tội nghiệp thằng bé. Sao anh em cười quá vậy? Bạn nữ sao ghế xanh ngồi cười quá. Sao cưng nghe chuyện tình của bạn trai thấy sao cưng? Em nghe anh kể em thấy hài hước quá. Hài hước thôi nhưng mà chuyện có thật đó em ạ. À. Có thật đó em ạ. À. Em có mấy mối tình. Trời làm gì dưới cười dữ vậy rồi tao được sướng quá. Người nhà cười quá. Người nhà mấy mối tình quá cười. Thì em có 3 mối tình lớn. Thì năm cấp 3 em có quen một bạn đó thì cái mối tình đó giống như mối tình gà bông vậy á. Thì mới vô vập vào tình yêu cho nên mới là vô vập vào tình yêu. Dạ. Cho nên là cũng đậm sâu dữ lắm. Nhưng mà sau đó thì khoảng được hơn nửa năm em bị cắm 2 cái sừng. Hả? Trời, dữ vậy. Thì đến lúc mà em du học năm đầu tiên ở bên Nhật á thì em có quen một bạn, nhưng mà cái đó thì quen xa, mà người ta nói là xa mặt thì cách lòng. Cho nên là cũng chỉ quen được gần một năm thôi. Thì tụi em có gặp nhau được vài lần. Bạn đó là người Việt Nam. À, ở Việt Nam luôn. Ở Việt Nam luôn. Dạ. Cái thời gian của em ở bên đó thì khá là bận rộn á. Lúc nào về thì cũng kè kè cái điện thoại để nói chuyện với bạn á. Thì nó kiểu lâu dần nó thành bị phiền á. Còn có mối tình gần đây nhất, cách đây khoảng 3 năm. Tụi em chưa quen nhau mà chắc là đơn phương. Ai đơn phương ai? Dạ em đơn phương người ta. Trời. Sao nè? Đợt đó em về hè về chơi thì có gặp anh đó thì cũng vấn vương một thời gian, nhưng mà có tìm hiểu nhau một thời gian ngắn, nhưng mà cả hai quyết định là không quen, chỉ để bạn bè thôi, để em thì ở bên đó tập trung học. Nhưng mà sau khi mà em về lại đây thì anh chuẩn bị cưới vợ rồi. Tụi em bây giờ vẫn giữ liên lạc, chỉ là bạn với nhau thôi. Thôi bây giờ mấy chuyện cũ mình bỏ qua đi. Bây giờ là em muốn một cái người bạn trai như thế nào? Người lý tưởng của em là mẫu người giống như ba của em. Ba của em là một người khá là trầm tính nhưng mà rất là yêu thương gia đình. Ba lúc nào cũng lặng lặng ở đằng sau để ủng hộ con gái hết trơn. Em là một người chịu làm mà chịu chơi nữa, cho nên là có một người đàn ông ở bên em mà vừa chịu làm vừa chịu chơi chung với em nữa là ok. Vừa chịu làm vừa chịu chơi chung với em nữa là ok. Anh ơi, anh có cao trên 1m78 không anh ơi? 1m78 có Mỹ Tường ơi. Có cái anh mà ngồi ghế màu đỏ cao 1m82 đó cơ. 1m82. Lát em địa thử coi sao. 1m82. Dạ. Còn bên đây áo xanh cao nhiêu cưng? Em cao 1m7 ha. 1m7 thôi cưng. Ủa mà sao tự nhiên có cái chuẩn là 1m78 nè, thường ta 1m75, 1m7 hay 1m8, sao em lại lấy 1m78? Dạ tại vì em đã cao 1m62 rồi, em lại thích mang cao gót nữa. Lát nữa mình xem sao ha. Có người mà nhân vô thập toàn em ơi, được cái này mất cái kia. Rồi qua tới bên đây. Sao cưng? Dạ mỗi người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động,
biết quan tâm cảm xúc của bạn trai. À. Còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Với lại em thích chụp hình cho bạn gái. Mỗi lần đi biển, em thích là đi biển chụp hình cho bạn gái. Trời ơi, đi biển khoái chụp hình. Thằng bé biết lựa chụp ghê á trời. Không biết ăn cá cùng em là được. Tự nhiên không biết ăn cá cùng em. Tự nhiên gài gài trời ta chứ. Tự nhiên gài chứ không biết ăn cá là được rồi. Nếu đến rạp phim thì em lựa cái loại phim gì em coi? Xem phim hoạt hình với lại phim tình cảm. Tôi biết ngay phim hoạt hình. Nó chơi chúng thiệt luôn nha. Phải coi phim hoạt hình. Được rồi, bây giờ quay lại với chàng trai 1m82 của tôi nè. Em thích một cái mẫu người con gái như thế nào? Cái mẫu người con gái của em trước tiên là phải cao trên 1m55. Cũng không quá gầy, tròn tròn một tí cũng được. Rồi. Cái gu người của em là phải biết điều, là hơi trưởng thành một tí xíu. Đặc biệt em thích con gái biết nấu ăn ngon. Mà nấu ăn cực ngon thì nghiền luôn. À, tại vì mình ăn có nhu cầu cần ăn đúng không? Vâng ạ. À, được. Hơn nữa thì cũng đừng có trẻ con, tại vì em không biết dỗ. Trời ơi, ông có bồ mà ông muốn người ta quan tâm đó ông thôi hả? À. Còn mình không đó, quan tại tâm vì tính ta, em là một... không biết dỗ nữa, rồi làm sao mà có bạn gái? Tính em là một người quan tâm rất là tốt, em rất là chịu khó lắng nghe. À, phải vậy, có như là mình phải quan tâm qua, quan tâm lại. Cái gì phải có đi có lại mới toại lòng nhau. Rồi. Sao, Bảo Khanh? Bảo Khanh thì thích người em sao? Mẫu như lý tưởng như thế nào? Em thì tính cũng hơi tăng động á. Hy vọng là bạn trai của em cũng sẽ tăng động theo. Nhưng mà khúc nào mình chầm thì mình chầm á. Ví dụ như mình giỡn mệt quá mình nghỉ á. À nghỉ chứ giỡn tiếp. Chứ mà đừng giỡn nữa, mình tắt thở. Dạ, tắt thở đúng không? Mình phải nghỉ mệt thở cái đã. Dạ, tính em là một cái con người rất là khám phá. Kiểu dạng là sẽ leo núi hoặc là cắm trại ở một vỉa rừng á. Wow. Thì em cũng thích là kiểu bạn trai mình cũng sẽ có một chung với sở thích như vậy với em. Em đã từng khám phá những nơi nào rồi? À, em đã được 2 lần đi núi Chứa Giang Nha Lào, leo núi. Một lần là leo bằng đường chùa và một lần leo bằng đường cột điện. Và em cắm trại qua đêm ở trên đó, khá là thú vị. Thí dụ như tới rạp phim thì em đã lựa loại phim nào? Em thì thích là hành động, phim kinh dị với lại phim hài của Thái Lan. Cô này có vẻ gu cá tính mạnh ha, gu mặn mặn ha. Rồi bây giờ mình sẽ hỏi ý kiến của bà người thân nè. Mình thôi ưu tiên bên nhà trai trước, thấy có 2 cô gái đẹp đẹp nè, được không? Đó. Rồi, chào 2 em gái, bên đây, bên đây. Dạ em xin chào tất cả mọi người. Em chào chị, em chào anh. Dạ em tên là Kim Hằng, em là chị của Tùng ạ. Chị ruột hả? Dạ chị họ ạ. À, 2 bạn gái của chương trình ngày hôm nay thì em thấy như thế nào? Em thấy dễ thương lắm luôn á. Dễ thương lắm luôn. Mỗi người có một cái cá tính khác nhau hoàn toàn luôn. Tùng ơi, nếu mà em muốn có một tình yêu mạnh liệt và vui á thì là bạn ghế màu đỏ. Nếu em muốn có một tình yêu an toàn và trưởng thành thì là bạn nữ ở ngồi ghế màu xanh á. Năm bốn bốn chín rồi đó. À. Rồi, cảm ơn em. Giờ em sẽ xin chào nhà bên đây là nhà gái ha. Nhà gái dạ. Đông đúc quá nhỉ. Dạ, em là mẹ của bé Chi. Hôm nay chị có mỗi vai mỗi chân gì không chị? Dạ không. Không hả chị? À, nhà mình có đang dư điện dư đồ gì không chị? Dạ không. À, dạ, có bà bé Chi lo hết. Bà bé Chi lo hết. Dạ, mọi vui thôi. Thế nãy giờ chị ngồi dưới thì chị nhận xét như thế nào ạ? Cái chiều cao á thì cái cháu ngồi ngay cái ghế màu đỏ thì cái chiều cao nó sẽ tương xứng hơn. Yeah. Còn nếu như mà nói về tính tình thì mình thật sự là mình đâu có thể nào mà nắm chắc được, biết được nó chính xác như thế nào. Yeah, thì bây giờ mình nhìn cái bên ngoài trước, phải có thời gian để tìm hiểu. Dạ rồi. Dạ cảm ơn chị nha. Mời em chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và khán giả trường quay ạ. Em là bạn của Bảo Khanh. Theo như em ngồi đây á thì em quan sát 2 bạn nam đều dễ thương, mà nhỉnh hơn tí là bạn nam ghế đỏ. Tính cách thì 2 bạn kiểu hợp hơn á. Thì nếu như mà em cảm nhận thì anh màu đỏ phát ra cái năng lượng cũng tương đồng với các bạn em nhiều hơn. Em chào chị Cách Tường, chào anh Minh Đạt. Bạn Khanh của em á thì bên ngoài là hơi sôi nổi cá tính, nhưng mà bên trong bạn đó là một người rất là tình cảm, và bạn đó cũng rất là gần sự yêu thương của người khác. Nhưng mà em thấy về cái cách thể hiện tình cảm của anh ghế đỏ thì lại là trưởng thành hơn. Rồi. Cảm ơn ý kiến của cả nhà mình nha. Chỉ đó là người thân lý thôi hả? Lý thuyết thôi, thực hành là cảm xúc nữa. Bắt đầu chạm mặt nhau nè. Bây giờ mình hãy mở cửa trái tim nè. Mở cửa trái tim. Khoe chiều cao liền, trời, tặng quà xóa xả liền luôn. Liền luôn. Sao, chàng trai cao nhất ý kiến trước đi. Em mở cửa trái tim ra thì
em cảm nhận như thế nào? Mỗi bạn có một phần mà em thích ở trong đó. Em là một người khá điềm tĩnh thì em lại thích một cô gái khá năng động. Nhưng em lại thích một cô gái biết nấu ăn. Nên là em thấy nãy giờ hai bạn lại có một gọi là 50-50. Cô bé này sao ạ? Lúc mà trao quà cảm giác em như thế nào? Anh chấp nhận cái dân trưởng của em. Chấp nhận cái dương trượng của em. Hả? Cái đó là chấp cái gì? Nhận cái dương trượng. Cái đó là cái dương trượng đó hả? Cái dương trượng của người ta như em là vua của loài vịt. Ủa, ý nghĩa của cái dương trượng là cái gì vậy em? Thực chất nó là cái cây massage đấm bóp với chị. Thì nếu mà anh ngoan thì em đấm bóp cho anh. Còn anh hư là anh đau đòn. Wow, lời nhắn nhủ luôn. Trời ơi, dí dỏm quá. Cái dương trượng tôi tưởng đâu là cái gì ghê gớm lắm. Em thì như thế nào? Cảm nhận ngày hôm nay ra sao? Bạn nói là xinh với lại rất là xinh. Bạn có cao quá. Cao quá rồi có che chở nổi không? Chắc cổng. Chắc cổng. Chắc cổng. Chắc cổng. Còn em? Sau khi mở cửa ra thì em cũng hơi bất ngờ với hai bạn nam. Em chưa có hình dung ra được cho nên là cũng còn hơi bối rối. Nữa đâu, hai bạn có thể khui quà mình xem món quà của chắc chàng trai là gì. Đúng rồi, để người ta nhắn nhủ gì không? Cô gái thì rất là rõ rồi, sách rồi, vương trượng rồi. Vương trượng rồi. Em, cái gì đó? Em mưa. Em mưa. Hả? Em mưa. Ủa sao tự nhiên tặng áo mưa? Dù nhưng mà em thấy dễ thương ạ. Là con gái mà, ai cũng cần được che chở. Thì em tặng bạn nữ một cái dù và một cái áo mưa. Thì em muốn là bạn nữ dù trời nắng hay trời mưa thì cũng đều được che chở hết. Hay, ý nghĩa nha. Còn đi gặp gỡ thì em nói tặng áo mưa là anh phải em rồi đó. Thiệt. Ấn tượng quá trời. Ấn tượng quá trời. Lại vương dựng vịt. Ủa sao vậy? Ý nghĩa của món quà này, con vịt nó rất là dễ thương, rất là xinh. Em bạn nó cứ còn xinh hơn con vịt hơn. Bạn nó cứ còn xinh hơn con vịt. Bạn nó cứ còn xinh hơn con vịt. Bạn nó ủa gì vậy? Con vịt. Con vịt nó rất là dễ thương. Câu một nghe hay. Bạn nó còn dễ thương hơn con vịt. Ủa sao sự so sánh nó khập khiễng vậy? Dạ con vịt này tên là Lalafan. Con vịt Lalafan. Nó là con vịt má hồng. Con vịt má hồng. Đó, rất là dễ thương. Má hồng nè. Má hồng. Còn mắt kiến, con vịt này bị cận. Con vịt này bị cận. Dạ không, mắt kiến là cu te. Cu te, cu te. Cu te, trời có trang sức cho chú vịt. Từ nay em phải biết rằng là em đẹp hơn con Lalafan đó nha. Dễ thương hơn con Lalafan đó. Đứng lên, đứng lên. Em tiến qua bên bệnh, chị cho em nắm tay bạn gái. Rồi quay ra. Nào đứng lên, bạn gái cỡ dài đã đo với bạn trai coi có bạn trai che chở nổi không nè. Rồi đưa hai tay nè. Đó, đưa hai tay nè, che hai tay nắm nè. Ba bạn lấy lạnh với lại mịn. Anh nhiều cũng lần lội lâu tới đây thì cũng mới gặp đâu thôi, nhưng mà anh hy vọng là anh với em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Em cảm ơn ạ. Rồi cảm ơn em gái. Thôi đứng 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 đó, cho qua đây kiểm tra với bạn gái này luôn. Mình ưu tiên cho các bạn trai. Anh gồng quá chị, cho anh thở 5 giây được. Rồi. Ok chứ. Rồi thí dụ như bây giờ mà mình có nắm tay mình thấy rung động với bạn nữ này thì mình còn có con gì để tặng không? Em còn nhiều lắm á. Gì dễ thương nữa? Một cái ly trà sữa. Ly trà sữa. Nhớ không? Em cất kỹ. Em cất kỹ. Thôi được rồi, nắm tay hoài. Rồi, con chàng trai này chân chơi gì nữa. Không lẽ không cho nắm nó phân bì chết luôn á. Thiệt á. Rồi, qua đi cưng. Hôm nay dù có thế nào thì mình cũng hy vọng thì nếu có duyên thì sau này mình sẽ tìm hiểu nhau này thế nào đó thôi. Tại vì mình cũng có cảm nhận được. Dễ thương. Rồi. Ổn định như dòng điện kia chưa? Vậy rồi. Thì nãy giờ cầm tay có cảm nhận được gì không? Anh em cười tươi quá. Em bị đơ mọi người. Anh này dơ. Anh này dơ. Rồi, dạ, để có cảm giác hết rồi. Dễ thương ha. Được. Nói chung là công bằng nha quý vị. Bây giờ các bạn có thể trao đổi tự nhiên. Hai. Rồi mời em. Mình muốn hỏi bạn nữ màu xanh là chia tay người kia, người yêu rồi nhưng mà vẫn còn liên lạc á. Đến hiện giờ là bạn vẫn còn liên lạc không hay là đã dứt hẳn luôn rồi? Thì lâu lâu cũng có gặp chứ không phải là
gặp thường xuyên. Cái mối quan hệ đó là có dứt hẳn luôn không hay là... Dứt hẳn rồi bạn. Bạn định mở một cái tiệm hay là... Hiện tại thì em đang kinh doanh online thôi. Ước mơ của em là sẽ có một cái cửa tiệm. Vậy thì mình sẽ làm shipper cho bạn. Mình sẽ đi giao hàng cho. Mình sẽ đi giao hàng cho. Nếu mà bạn có mở tiệm, mình sẽ là người đi giao hàng cho. Tiễn thợ luôn không? Cũng thả thính ha. Mình đi giao hàng cũng nâng cấp hơn là ngồi rửa chén, giặt đồ, đấm bóp chứ bộ. Phải không? Việc nó sang hơn chứ có bộ. Có lương nữa chứ. Có lương rồi nữa. Tiếp tiếp. Thì em muốn hỏi một câu ạ. Thì bạn ký đỏ trước đi. Bạn có hay ghen không? Thật ra ghen thì em không hay ghen á. Tại vì trước khi mà bắt đầu một mối quan hệ, em sẽ nói rõ những cái điều mà em không thích. Ví dụ như em biết anh có người bạn thân khác giới đi, thì em cũng có. Và em với anh sẽ thống nhất với nhau là cái mối quan hệ nó sẽ dừng ở mức độ nào. Rồi em hỏi luôn bạn ký mà xác nhận là bạn có hay ghen không ạ? Dạ em không biết ghen. Em đã ghen rồi thì cắt luôn chứ không dây dưa nữa. Cắt cái gì của người ta? Nó ghen thì cắt luôn là cắt. Dạ cái gì? Là cắt luôn mối quan hệ đó chứ không. Nó rõ chứ nhạy cảm tự lắm. Tự nhiên ghen cái hết hồn hết vía à. Em thì giống mẹ, em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Mọi người phụ nữ trầm lặng mẹ không nha. Sao các em có cái gì muốn hỏi hai anh này không? Mạnh dạn lên. Đây công chúa của Vương quốc Bình Chánh nè. À Bình Chánh à. Tính của em thì sẽ kiểu hơi tăng động nhiều, kiểu em không có giữ được cái mood đó nhiều. Ví dụ như lúc nào em bị trầm xuống thì anh có kiểu bật cái mood lên được giùm em được hay không? Không thể nào một ngày 24 tiếng cười như điên được. Em ngồi cũng cười 8 tiếng là em cũng thấy mệt rồi. Ủa mà thiệt tình là một ngày em cười 8 tiếng luôn hả? Không phải cái kiểu là cười cái tủm tỉm mình vậy đó. Còn chừng này em hứng quá cái em cười ha hả, em cười giống như là kiểu mình đứt dây thần kinh. Bị đơ mọi người. Anh này vậy. Cười giống như là kiểu mình đứt dây thần kinh. Theo em nghĩ nếu mà hết pin thì thôi mình cứ kiểu nhẹ nhàng với nhau. Chứ mà em mà tăng động lên nữa thì có lẽ là kiệt sức ấy. Tăng động lên nữa thì có lẽ là kiệt sức ấy. Lúc đó em sợ anh. Chứ em nói có thì cũng sợ em à. Lúc này em sợ thiệt. Ngồi cười kiểu đó chắc hồi xuống ngồi. Nó đứng hình ngoài luôn. Rồi em gái, mình coi gì hỏi nữa không nè. Hỏi hai bạn nam là cái dự định tương lai của hai bạn thì sẽ như thế nào? Tương lai của em thì em đang để dành dụm để mua một chiếc xe để em chạy. Xong rồi em có thêm tiền em sẽ mua nhà. Rồi bao lâu nữa mới mua được xe, mua được sự nhà? Sự nghiệp của em hơi ổn định là... Làm bao nhiêu năm nữa, dự kiến là bao nhiêu năm còn nữa? Còn khoảng 4 năm nữa là đủ. 4 năm nữa, nói chung là an cư rồi mới là lập nghiệp mình và lấy, mới lấy vợ phải không? Dạ, xong rồi mình sẽ vững vàng rồi. Còn mình sẽ lấy vợ đó. Rồi mình lấy vợ. Còn em? Rồi, em yên tâm đi. Anh tuy chiều cao không tới nhưng mà anh sẽ cố gắng, anh sẽ độn thêm dài để anh cao. Trời ơi trời. Hay quá trời. Rồi tới em trai chia sẻ đi. Em cũng đã xác định từ lâu rồi thì em sẽ tiếp tục làm phát triển cái công việc của em là YouTuber và em vẫn sẽ cho thuê xe dịch vụ du lịch cá nhân bình thường. Và nhưng cơ bản em sẽ nghiêng về mảng online hơn để em dành nhiều thời gian cho người yêu hơn. Rồi. Thời khắc quan trọng cuối cùng rồi, trao đổi nãy giờ rồi. Thì bây giờ các bạn nhìn vô cái ghế của mình đi. Mỗi cái ghế đều có hai cái nút. Nếu như mình thích cái cô gái hoặc cái chàng trai ngồi trên cái chiếc ghế màu nào thì mình bấm vào cái nút màu đó. Còn nếu như mình không thích hoặc mình cảm thấy cảm xúc mình chưa đủ, mình có quyền không bấm ai hết. Nếu như cả hai bạn, hai chiếc ghế cùng màu mà cùng sáng đèn thì mới là một cặp. Rồi bây giờ đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5. Mỗi người con gái ý tưởng của em là cái tính năng động, biết quan tâm cảm xúc của bạn trai. Còn chiều cao thì cao bao nhiêu cũng được. Nếu bạn kia cao 1m62 em có thể che chở được. Em thì giống mẹ, em sẽ không ghen mà sẽ âm thầm tìm hiểu xong rồi giải quyết luôn. Trời ơi. 4 3 2 Em có một mối tình
khá là buồn. Thì mối tình đó là cách 2018, em nhớ là vậy. Bản tính của em là em không phải là một con người nhịn đâu. Quen bạn đó kiểu em bị lép với vớ và em cái tôi của em cũng bị mất đi. Mối bạn có một phần mà em thích ở trong đó. Em là một người khá điềm tĩnh thì em lại thích một cô gái khá năng động. Nhưng em lại thích một cô gái biết nấu ăn. Nên là em thấy nãy giờ hai bạn lại có một gọi là 50-50. Một, bấm. Và chúng ta đã có kết quả. Có một người không bấm. Lý do sao em không bấm vậy em? Lý do của em thì rất là đơn giản. Em tìm thấy ở hai bạn nữ ở đây thì mỗi người lại có một nửa. Là 5 năm hồi nãy đó. Vâng. Rồi nó cứ 5 năm hoài luôn. Thời gian không yêu của em cũng khá lâu rồi, là hơn 3 năm rồi em chưa có yêu ai hết. Nên em muốn là cái quyết định của em nó phải kỹ hơn một tí. Dù là có một cặp đôi không thành, nhưng ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy ghế thì đã có hai cái ghế xanh cùng sáng đèn. Có nghĩa là chúng ta vẫn có một cặp đôi. Xin mời hai bạn tiến lên phía trước. Bây giờ nè, nắm tay bạn gái. Tôi chưa cho kêu, tôi mới kêu. Ủa, tôi mới kêu nắm tay hà. Lạnh dễ sợ quá trời. Nôn quá hả cưng? Lạnh quá vậy? Người ta đến với chương trình là hôn má chứ không có hôn tay. Dạ. Ừ, xin đi. Dạ, con xin phép cô cho con hôn bạn Chi. Còn đúng hôn ạ. À, nhưng mà cái này thì cô nói cô chưa đồng ý. Dạ, tại vì cái việc đó nó cũng quan trọng lắm. Dạ. Thì con cứ tìm hiểu nhau với nhau như bạn bè đi cái đã. Dạ, dạ. Vậy là hồi nãy nhiều khi cổ cũng không cho mà hung tay luôn á. Mẹ lanh dễ sợ luôn á. Phải không cô? Dạ đúng rồi. Lanh quá. Trời. Cô, bác ơi, bác có đồng ý nhận con về để con đánh bốc cho bác. Đồng ý nhận con về để con đánh bốc cho bác. Đánh bốc cho bác. Chưa sợ, hồi nãy mới la là có dị ứng lắm mà bây giờ nói vậy đó cô. Lật kèo liền luôn. Cô có tập thể dục yoga mỗi ngày, chắc điều đó chưa cần tới con đâu. Không mà bây giờ nè, phải có cái gì đó, một món quà đầu tiên chứ. Nãy là em có thể hát một ca khúc nào đó để nói lên tình cảm của mình. Yeah, em xin hát bài Một Tảng Nhỏ thôi. Em thuộc ít rồi. Tảng Nhỏ của bài Lần Cuối. Lần Cuối. Rồi, rồi Lần Cuối rồi, cho Lần Cuối luôn. Xin hát. Và lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau. Nếu ai cũng mang tôi thì người mong đợi gì nơi tôi. Tiếng em tới đây thôi, phố mưa cũng đã tạnh rồi. Y như một giấc mơ trôi. Dạ. Thôi em đừng yêu cầu làm gì nữa nha Đạt. Bây giờ chỉ có okay. Được rồi. Từ xin chúc cho hai em ha, sẽ có những cái thời gian tìm hiểu nhau. Một ngày nào đó xin phép đến nhà để chào bác trai luôn ha. Và chị chúc cho hai em cũng nhiều sức khỏe và sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Và ngày hôm nay thì chương trình sẽ gửi tặng cho hai bạn, mỗi bạn là một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh, lưu giữ những cái khoảnh khắc đẹp của mình. Gửi tặng cho hai em ha. Rồi đây. Đây, mỗi bạn có một cái chiếc điện thoại. Đó. Chưa hết đâu nha, chương trình còn gửi tặng cho các bạn We Well Don Chi. Đây là nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng. Gửi tặng cho mỗi bạn một thùng. Đây, đây. Gửi tặng cho đây, em. Đây, cầm cái đây, để lên. Rồi. Ngon lành luôn. Và để chúc mừng cho sự 2-1 của các bạn, nhãn hàng bột giặt John 2-1, giặt và xả tất cả trong một, tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy. Wow, 1 năm miễn phí bột giặt Joy 2-1 nha. Và xin lưu ý, nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một sẽ tặng các bạn 2+1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Và quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành và tài trợ cùng với chương trình, đã tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau nè, và sẽ sớm báo tin hỷ cho chương trình nha. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
Hôm nay khi mà đến với giúp đỡ tóc thì em có chuẩn bị một tâm thế như thế nào ạ? Dạ tấm chiếu mới, có gì trẻ đó thôi. Là kể cả trước giờ mình cũng chưa bao giờ đi mai mối, được xem được mai mối tình yêu hả? À, dạ được, có nhưng mà chưa bao giờ lên truyền hình. Cảm xúc của lần mai mối này khác với những lần trước như thế nào? Chắc tăng giá trị em lên. Chắc tăng giá trị em lên. Bình thường đi nhậu thấy anh nào các bạn em kêu ra đây nào mai mối nè mai mối. Còn lần này được lên truyền hình là nó tăng giá trị em lên. Rồi mình đã chuẩn bị cái gì cho cái phần tăng giá trị này? Outfit lộng lẫy. Tới một khoảng hình như vài ngày là bắt đầu là báo đi quay, là bắt đầu suy nghĩ cái mặc cái đồ gì. Thì là phối ra một bộ đồ, nói chung là cũng ổn vậy. Vì bình thường bộ đồ em mặc thì nó kinh lắm, nhưng lần này là nhờ bạn bè tư vấn là kiểu là em mặc áo này được không, cái đôi giày này đi vô ok không, nó có lạ không. Thì mọi người kêu ok rồi đó, thì là vác cái bộ đồ này lên. Em có yêu một ai đó từ cái nhìn đầu tiên không? Em nghĩ là có, mê trai đầu thai mới hết. Nếu mà hợp gu thì chắc là có. Hôm nay cái khoảnh khắc mình vừa mở đèn ra thì em thấy như em khá ấn tượng với cả hai bạn trai luôn. Thì một bạn thì mũm mĩm dễ thương, còn một anh thì cao và ốm và kiểu rất là trưởng thành. Điều gì mà em cảm thấy thích nhất ở chàng trai? Chắc là sự thẳng thắn của anh đó. Khi mà anh nó không phân vân không biết lựa chọn ai, nhưng mà anh cũng bày tỏ cái điều đó, và sau khi kết thúc thì anh nó cũng xin lỗi em tại vì không bấm chọn, thì em thích cái điều đó. Vậy thì em cảm thấy em hơi buồn hay ngượng ngùng gì không? Không, chỉ kiểu là chờ cho mình cái duyên để gặp rồi. Thì chuyện nó chưa đủ lớn để mà tiến đến. Nhưng mà ok, nếu mà hy vọng một ngày nào đó thì cái duyên nó quay lại thì nó sẽ là một câu chuyện khác ạ. Trong quá trình mà ghi hình thì em cảm thấy ấn tượng của bạn váy đen là bạn là một người khá nhiều năng lượng. Đó là điều em rất là thích. Sáng bạn có thể thức dậy là bạn có thể happy rồi, bạn có thể vui, bạn có thể bật nhạc, bạn có thể ngồi cười, bạn có thể xem phim, bạn cũng cười. Và đó là điều em rất cần. Tại vì em rất muốn yêu một người yêu là em gặp cô ấy thì cô ấy đã cười, mà cô ấy gặp em cô ấy cũng phải cười. Thì đó mới là điều hạnh phúc nhất em mong muốn. Vậy thì còn đối với cô gái váy đỏ thì như thế nào? Về cô gái váy đỏ thì bắt đầu ghi điểm với em từ lúc mà anh Hứa Minh Đạt anh kêu là wow, cô này khá cao nha, cô hai xinh nha. Thì em lại chắc về ngoại hình thì nó rất là hợp em, nhưng mà về chia sẻ câu chuyện ấy, em có nhớ là vào cuối chương trình thì em có hỏi bạn ấy một câu là bạn ấy có ghen không? Nhưng mà bạn ấy trả lời rất là thẳng thắn là bạn ấy nói không, nhưng mà biết thì sẽ cắt. Chứ bạn ấy không chia sẻ gì thêm ở ghen trong trường hợp nào hoặc là như thế nào. Tại vì cái công việc của em thì em tiếp xúc khá là nhiều người khác giới. Em có thể lắng nghe thêm, em có thể suy nghĩ thêm, nhưng bạn nói một câu bạn không có đưa ra lý do gì hết. Nên là em khá mất điểm ở bạn váy đỏ là nó như thế thôi. Em quyết định chọn là em sẽ nhìn vào cái gương mặt đầu tiên, cho nên là gương mặt của anh hơi baby cute. Cũng dễ thương cho nên là em quyết định em bấm. Chắc là anh còn hơi rụt rè cho nên là chưa thể nào mà tìm hiểu hết được. Tại vì em muốn bấm nút ghế xanh là do con tim của em nó mách bảo, nên em chọn con đường đó. Con tim cả lý trí luôn, hai cái. Cho bản thân mình một cơ hội để mình tìm hiểu của người bạn đời của mình. Cái nhược điểm của bạn là dữ, nên em thích những người nào dữ. Tại vì dữ với hiền nó sẽ dung hòa với nhau hơn. Em cũng chưa hiểu là em dữ chỗ nào. Em chỉ hơi nóng tính tí xíu thôi mà. Là kiểu không vừa ý em thì em hơi nóng tính tí xíu. Bạn ấy hiền với xinh. Sau khi mà mở cái tấm rèm ra thì em ấn tượng bạn đó là chiếc váy bản mặc rất là đẹp, rất là hợp. Dạ, chắc em sẽ chở bạn đấy đi một cái nhà hàng mới có một cái đèn lãng mạn. Nói chung là em sẽ tỏ tình. Dạ, em có đồng ý anh qua anh đón em đi, mình đi gặp nhau đi chơi được không? Đó là những cái first date đầu tiên cho cái bắt đầu một mối quan hệ, thì nói chung là thì mình cũng cần thời gian để